giàu có đem bố thí, cái sự vững chắc đó, cái điều mà chúng ta thực hiện. Và cái vững chắc ở cái chỗ là giàu, tại thường thường á, giàu người ta hay sanh cái tệ nếu không có tu, nếu không có tư duy. Cho nên người nào cũng có tiền hết á, người nào cũng có tiền hết á, nhưng mà chưa là thần tiền của mình, cho nên không thể là thần tài. Chứ thật sự ai cũng là thần tài hết. Tài là tiền, thần là gì? Là sức mạnh, là tỉnh thức. Nói gần hơn một, dễ hơn nữa là gì? Là đạo đức. Có tiền mà chúng ta không có đạo đức sử dụng tiền thì cái tiền đó nó sao tiêu tán, thì chẳng mình chẳng là ông thần tài của mình. Cho nên ông thần tài là ai? Là mỗi người chúng ta đây. Mỗi người chúng ta đều có của hết. Mình có của theo cái mình tạo ra. Nhưng mà nếu chúng ta có đạo đức ở cái tiền đó thì chính mình là ông thần tài. Ví dụ như ở ngày xưa thì có Mạnh Thường Quân, rồi có bây giờ nước Mỹ nhiều ông lắm, mà ông mà nổi tiếng nhất là Bill Gates. Đó, ông Bill Gates là thần tài đó, tại vì ông có đạo đức ở trên cái tiền ông sử dụng. Ông có tiền mà ông có cái đạo đức khi ông dùng tiền của ông, thì chính cái người có đạo đức có dùng tiền đó là chính là thần tài. Mà thật ra ông thần tài với ông thổ địa là một. Tại vì sao? Tại vì theo nguyên tắc ngũ hành, thổ sanh kim. Thổ sanh kim, mà thổ là ông địa. Thổ là thổ công, là ông địa. Mà sanh kim là sanh vàng. Cho mình chỉ cần thờ một ông cũng được. Thật ra hai ông chỉ là một thôi. Nhưng mà tại vì chúng ta thường suy nghĩ là mỗi ông, chúng ta theo cái tưởng tượng của mình, ông thần, ông tài riêng và ông địa riêng, cho mình tạo một cái hình dáng ông địa. Vậy thì nhà nào có nhiều người nghèo thiệt nghèo nhưng cũng có ông thần tài để thờ, thờ hoài không thấy giàu. Vậy thì thưa đại chúng, là mình biết rằng cái ý niệm mà chúng ta thờ đó nó có cái đạo lý trong đó. Thì khi đời sống chúng ta vậy, chúng ta có tiền mà chúng ta có đạo lý trong khi chúng ta dùng tiền vững chắc. Có nhiều người, người ta hay nói thế gian có tiền thì hay sanh tật, cho nên kêu tiền tệ. Hay là có nhiều khi mình có tiền mình không biết sử dụng, cho nên tự nhiên từ một người giàu có thì sự nghiệp có thể lung lay, không kiên cố, không vững chắc. Cho nên Bồ Tát có bốn loại vững chắc, mà trong đó có cái gọi là giàu có đem bố thí. Rồi vững chắc như thế nào nữa? Nhiều khi mình bố thí mà mình gặp những cái người họ, trời ơi đất hỡi, đừng có giận họ. Nhiều khi sao? Tại họ nghèo quá, họ khổ quá, họ mới sanh cái tâm bỏn sẻn, cái tâm mà gọi là ganh tị, ganh đua, tranh giành, giật. Ví dụ như bên Ấn Độ mình qua, mình bố thí, mình cúng, mình làm từ thiện vậy đó. Họ đánh với nhau có khi vì một khúc bánh mì thôi. Thôi mình đừng có vì một chút đó mình bỏ họ, mà mình thay mình thông cảm. Người nghèo thì thường hay sanh ra nhiều cái tật. Giàu á, đôi khi giàu cũng sanh tật, mà nghèo cũng sanh tật nữa. Giàu thì sanh tật phung phí, nghèo thì sanh tật gian tham, bỏng sẻn. Cho nên cái nào mà không có chánh niệm thì nghèo mà không có vững, nghèo mà không vững chắc cái tâm á, cũng có thể đi ăn cắp ăn trộm, có thể đi lường gạt người khác. Cho nên nghèo mà không có cái sự tu tập thì nghèo cũng sanh tật, nghèo cũng có thể tạo nghiệp. Giàu mà không có vững chãi, không có tu tập, giàu cũng có thể tạo nghiệp. Cho nên cái vấn đề ở đây là chúng ta có vững chắc ở nội tâm. Còn cái vấn đề giàu nghèo là tùy theo cái mức độ chúng ta ứng xử. Nghèo mà không có tu thì giàu cũng có thể. Nghèo mà không tu thì không có an phận thủ thường, mà có thể sanh tâm trộm cắp. Còn giàu mà không có đạo lý, không có cái sự tu tập thì bắt đầu sanh tệ, nguy hiểm. Cho nên cái vững chắc, vững tâm ở đây là vậy đó. Mình làm sao mình vững, dù giàu hay nghèo chúng ta vẫn vững. Thứ ba là cúng dường các bậc tôn giả. Tôn giả là ai? Là những bậc đáng kính. Cho nên trong kinh hay gọi tôn giả A Nan, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả U Ba Ly,
Tôn giả là một danh từ kính trọng để gọi cho các bậc tu tập. Các người tu tập mà đáng kính trọng thì trong kinh thường dùng tôn giả, thay vì mình gọi là đại đức, thượng tọa, hòa thượng gì đó, thì chúng ta dùng một từ chung là tôn giả. Cũng giống như cái chữ sa môn. Sa môn là cái từ khiêm cung nhất để chúng ta sử dụng. Ai cũng là sa môn. Sa môn là gì? Là một bậc tu hành vậy thôi, không có dám xưng mình với một chức phận nào hết. Ví dụ như mình, tôi là tỳ kheo gì đó, cũng còn xưng là tỳ, mình nhận định mình là tỳ kheo. Mà nếu mà lỡ mình làm là không đúng cái chức phận của tỳ kheo, bị quở. Còn sa môn là gì? Một người tu thôi. Cho nên cái từ sa môn mình dùng là cái từ khiêm cung nhất. Người nào mà bỏ tục mà hướng tâm về sự tu tập đều gọi là sa môn. Còn ví dụ mình xưng mình là cái chức phận nào đó, hoặc là ví dụ bây giờ cái hoặc là cái chữ thường thường mà dùng là tu sĩ. Tu sĩ là người tu, cư sĩ cũng là tu sĩ. Mấy tuần nay mình giống như người nhập thất vậy đó. Ngày ăn ba cử, kinh tụng ngày mấy thời, không đi đâu hết. Nhưng mà nếu mà mình bớt được cái phone nữa thì coi như mình tịnh khẩu, tịnh nghiệp. Mấy thầy, mấy cô ở chùa là đúng là nhập thất rồi đó. Một ngày 6 thời, phải không? 4 thời kinh và 2 thời học. Là mình trú dạ lục thời, ngày đêm 6 thời. Những cái bậc tôn giả trong đời này, nếu mình có cơ hội mình cúng dường, mình nên cúng dường. Vì sao? Vì các bậc đó rất hiếm quý. Chúng ta nên gieo trồng căn lành ở các bậc tôn giả đó. Cúng dường có nhiều cách. Không phải chỉ cúng dường ở vật chất, mà cúng dường cái tâm cung kính của mình cũng được nữa. Ví dụ Pháp Hòa hay chia sẻ với đại chúng là Pháp Hòa qua Canada được 30 mấy năm rồi. Kể từ khi rời Việt Nam là chưa bao giờ được có cơ hội trở về. Rất nhiều các bậc tôn đức mà mình muốn được một lần đảnh lễ nhưng không có cơ hội. Bây giờ các ngài lần lượt ra đi hết rồi. Không biết cái ngày mình trở về thì những dĩ nhiên là các bậc không còn. Bây giờ 30 mấy năm rồi. Những vị mà mình thường sanh tâm cung kính không còn, không có cơ hội được gặp. Thì mỗi khi Pháp Hòa nghe tin quý ngài viên tịch đó, thì Pháp Hòa hay hướng về quý ngài, đọc miệng mình sướng lên đạo hiệu của quý ngài rồi đảnh lễ 3 lễ. Để làm gì? Con xin cúng dường ngài 3 lễ. Khi ngài còn sống, con chỉ được học với ngài bằng những cái bản kinh, bằng những quyển sách mà quý ngài viết. Và con chỉ được thấy quý ngài, học ở quý ngài ở cái đạo phong, mà con chưa được một lần diện kiến. Bây giờ quý ngài viên tịch, con xin hướng về quý ngài, con đảnh lễ cúng dường. Vị nào cũng vậy, quen không quen, các ngài có biết mình không? Đâu có. Vì các ngài là những bậc tôn giả. Chúng ta cúng dường. Mình cúng dường các bậc tôn giả, cúng để làm gì? Để gieo trồng. Chút xíu nữa mình sẽ nói tới. Có 3 căn lành mình nên gieo trồng. 1 là Phật, 2 là Pháp, 3 là Tăng. 3 căn lành mình gieo trồng không bao giờ mất. Đừng lỡ, đừng để mất cơ hội gieo trồng căn lành ở 3 ngôi báo: Phật, Pháp, Tăng. Vì vậy cho nên mình mới có cái nguyện của ngài Phổ Hiền: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Ai mình cũng cung kính hết. Dù là một người thường nhưng chúng ta vẫn cung kính, vì nơi vị đó có một Phật tánh. Lễ kính chư Phật là Phật đó, là Phật tánh đó, chứ không phải là cái tượng Phật. Không phải là chỉ là cái tượng Phật, mà tất cả những cái gì chúng ta được gặp trong đời này
Cái gối ngồi thiền cũng là Phật, cái ghế kinh cũng là Phật. Cho nên mình phải tôn trọng, phải giữ gìn, phải trân trọng. Thí dụ như mình, vì vậy mình có cái lệ trước khi ngồi xuống chắp tay xá, xá chiếc gối này, xá cái tọa cụ bồ đoàn này, và xa hơn nữa là tôi xá cái người nào đã làm cho tôi cái gối này để tôi ngồi. Còn cái chuyện mà tùy theo cái gì tôi thấy tôi xưng tán, tôi không thấy tôi cũng xưng tán được, nhưng mà cung kính là tôi phải cung kính thôi. Hai câu nó rất gần với nhau, xưng tán và ca tụng, đảnh lễ và ca tụng. Bất cứ ai mình cũng đều tôn trọng, nhưng mà có những người mình tai đã nghe việc người đó làm, mắt mình thấy thì mình mới có cơ hội mình tán thán, còn không có mình tán thán được. Thậm chí một cái người đó họ rất là xấu, tán thán tôi họ anh tôi không có, nhưng mà cung kính anh tôi có, gặp anh tôi vẫn chào. Nhưng mà hỏi người khác tới hỏi tôi có biết gì anh không, tôi nói dạ tôi không biết, tôi không quen nhiều, tôi chỉ có biết qua mặt, qua tên vậy thôi. Người đó xấu hay tốt? Dạ thưa tôi không biết, tôi đâu có biết gì anh đâu, tôi tán thán anh. Tôi không biết gì anh thì tôi không tán thán, và tôi cũng không có chà đạp. Đó là cái cách tu. Cái gì tôi biết tôi mới nói. Dạ ai, anh có biết? Dạ, tuần nào tôi cũng gặp. Nhưng mà tôi gặp tôi chỉ chào một cái thôi, chứ tôi không có con rành. Vì vậy chúng nhớ mình cúng dường các bậc tôn giả là cúng như vậy. Có một lần Pháp Hòa đi hành hương lần đầu tiên sang Ngũ Đài Sơn. Trên đường đi thì ghé vô một ngôi chùa, nếu nhớ không có lầm cái tên là chùa Phật Quang. Chùa đó có từ thời nhà Đường, ngày xưa là một đại tùng lâm, trời ơi đất và chùa rất là lớn, rất là đẹp. Bây giờ hoang phế, không có ai coi sóc hết. Phật đường, Phật điện, tăng xá gì hư hoại hết. Thì ở trước chánh điện đó có một cái tháp, thì ở trên lờ mờ mấy cái chữ đạo hiệu của vị hòa thượng mà khai sơn hay là tiếp nối trụ trì gì đó. Bước xuống, đi trên đường không có chương trình ghé, nhưng vì trên đường thấy ngôi chùa cho nên tấp vô. Bước vô cái ngôi chùa mình thương thiệt là thương, tại vì tâm mình thích đi chùa mà, cho nên thấy chùa là thích, mà nhất là chùa cổ. Vậy mà khi bước tới thấy cái tháp lờ mờ cái tên, cái đạo hiệu của vị đó. Pháp Hòa đâu có biết ngài là ai, chữ đọc không có hết. Nhưng mà Pháp Hòa biết ngài này đã từng ở đây lâu năm mới được chôn cất ở đây. Tự nhiên tâm mình khởi lên. Con không biết ngài đã ở đây bao nhiêu năm, và ngài đã tịch khi nào, nhưng mà hôm nay con được đến đây, con đảnh lễ ngài. Rồi vừa rồi đi qua bên Hàn Quốc, trên đường từ trên núi đi xuống thì bên mé rừng có một cái vài cái tháp mà của những vị hòa thượng mà bây giờ không còn ai thăm viếng gì nữa hết, cỏ nó mọc hoang, nhưng mà mình đi luồn luồn vô sao thấy. Xá đảnh lễ. Đó là cái cách mà chúng ta trồng sâu căn lành với quý ngài, dù các ngài còn hay các ngài khuất, nhưng mình biết đây là một bậc tôn giả, một bậc tôn túc. Cho nên giàu cúng dường các bậc tôn giả không có lay động, phải giữ cái tâm đó. Ví dụ mình nghe cái vị đó như thế nào, nhưng người ta vẫn còn những đức hạnh khác. Thưa đại chúng, các bậc Bồ Tát các ngài hay thường thị hiện hai việc nha. Một là ngoại hiện Bồ Tát mà phạm nội ẩn gì, phàm phu. Nhưng mà có những người sao, ngoại hiện phàm phu mà nội tàng Bồ Tát, mình đâu có biết được. Chúng ta còn kém cỏi lắm, nhiều khi thấy vậy mà mình đã phán xa rồi đó. Chứ cúng dường các bậc tôn giả là những bậc đáng cung kính. Thứ tư là trồng sâu căn lành. Đó, như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Trong đời luôn trồng các căn lành. Căn lành là gì? Là mình trồng những cái hạt giống tốt. Hạt giống tốt gieo về muôn lối.
Ở trong kinh kinh Bát Nhã với Hoa Nghiêm mà chú giải đó, thì chư tổ có đưa ra những cái căn lành, ví dụ như là căn lành tối thắng, căn lành của tự tánh, căn lành của công đức, căn lành của tịnh giới, căn lành của chủng tánh Bồ Đề, năm căn lành. Pháp Hòa đã nói cái bài này ở bên San Jose tháng 7 vừa rồi. Quý vị có thể nghe lại cái bài trồng sâu căn lành, đã giải thích về năm cái căn lành này. Chúng ta luôn luôn gieo những cái căn lành nào mà chúng ta có được. Ví dụ ha, mình gặp cái đứa nhỏ nó chắp tay nó chào mình, mình chắp tay mình chào lại, mình gieo cái căn lành vô tâm đứa nhỏ đó. Nó chào mình hoài mà không bao giờ nó thấy mình đáp lại, mai mốt nó không thèm chào nữa. Vậy thì nó trồng căn lành mà mình lại chặt cái căn lành đó, mà mình cũng cắt đứt cái căn lành của mình. Mình đọc lại tiểu sử của Hòa Thượng Trí Tịnh đó, Ngài mới kể là ngày xưa Ngài đi ra Huế để mà đi học, đi bộ. Ra tới Bình Định đó, thì ghé một cái chùa của một vị ni. Thì vị đó mới vị ni đó mới hỏi Hòa Thượng chứ người tu sao không có cái áo dài để mặc. Lúc đó nghèo đến mức độ là không có tới cái áo dài để mặc. Hòa Thượng nói trong bụng, tôi cũng muốn có lắm chứ, mà có đâu mặc. Thì thôi cũng qua, nhưng mà sau này á, cái vị đó mới nói trời, phải biết Hòa Thượng là một bậc cao tăng. Sau này á, thì lúc đó vị đó đã cúng dường cho Hòa Thượng cái áo rồi. Cho nên đời này mình gặp một người tiểu nhỏ mình đâu có biết được. Nhiều khi tiểu này hay chú tiểu này biết đâu chừng cao tăng trong tương lai sao, mình đâu có biết. Pháp Hòa nhớ hồi đó Hòa Thượng hộ giác tịch, khi mà ngài viên tịch xong cái trà tỳ ra cái có xá lợi, thì có một cô Phật tử của nó, trời ơi thầy, bây giờ con biết Hòa Thượng là bậc chân tu và hồi đó con gặp ngài con có đảnh lễ. Hồi xưa mình gặp được quý ngài mình đích thân đảnh lễ. Nhiều khi cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta làm được cái gì mà chúng ta nghĩ rằng làm cái đó là để làm gì? Để gieo căn lành cho chúng sanh, chúng ta nên làm. Ví dụ như mấy ngày nay nè, mấy huynh đệ mình ở chùa tụng kinh, dù Phật tử có online không, mình vẫn xưa giờ thời khóa của chúng ta vẫn là bốn thời kinh. Thì bây giờ Pháp Hòa ở nhà, Pháp Hòa có những lớp cho quý vị, thì mình có đóng cửa mình làm thì cũng là sáu thời. Nhưng mà bây giờ quý vị yêu cầu chúng ta trực tiếp phát sóng trên livestream cho các vị theo dõi, đó là một hình thức mình trồng sâu, gieo trồng căn lành cho các vị. Mà mình cũng được trồng sâu căn lành, biết làm sao không? Thí dụ thôi, trong đầu mình nghĩ, bữa nay có nhiều người người ta tham dự kinh với mình nghe, đứng phải đàng hoàng nghe, chuông phải thỉnh cho ngon lành nghe, mỏ phải thỉnh cho ngon lành nghe. Nhờ mình biết rằng có người đang nhìn mình để người ta học hỏi đó, cái mình cố gắng, thì nhờ cái đó mình trồng được một chút căn lành vững chãi trên cái pháp tướng của mình. Ở trong kinh Đại Bi á, có kể câu chuyện hay lắm. Thì có kể câu chuyện là Pháp Hòa, Đức Phật mới nói với ngài A Nan á, ví dụ có một người lấy một tấm vải cắt ra hàng trăm mảnh vụn, rồi lấy cái miếng vải vụn nhỏ đó đó chấm vào một giọt nước, xong rồi đem một cái miếng đó, một giọt nước, một cái miếng vải chấm giọt nước đó đem tới gửi cho Như Lai, và dặn Như Lai rằng, dặn Phật rằng, ngài đừng có để cho gió thổi cái giọt nước này nha, ngài đừng có để cho nắng nó chiếu lên nó bốc hơi cái giọt nước này nha, ngài đừng có cho con chim nào tới uống giọt nước này nha, ngài đừng có cho ai đụng chạm giọt nước này nha, và ngài không được để giọt nước này dưới đất nha, ngài phải lấy cái gì đó ngài hứng ngài đựng đó. Như Lai lấy cái miếng vải chấm một giọt nước đó để trong cái lòng của, ở trong cái dòng sông Hằng, nó không tấp vô bờ, nó không trôi ngược về, nó không bị ai làm tổn hại gì, nó đi như vậy, nó trôi như vậy, đi theo dòng. Kể xong Đức Phật nói,
Giả sử cái người gửi một cái miếng vải, một giọt nước đó sống một kiếp, giả sử người đó sống một kiếp, Như Lai cũng sống một kiếp, rồi cái ngày cuối cùng của kiếp đó đó, người đó tới gặp Phật, nói hồi đó con có gửi ngài cái miếng vải giọt nước đó đó, ngài hãy đưa cho con, ngài trả lại cho con. Như Lai vẫn biết chỗ lấy để đưa trở lại. Như Lai là người chúng ta có thể gửi gắm mà không sợ mất. Đức Phật nói xong ngài mới nói, một cái sợi lông chấm nước đó tượng trưng cho tâm thức của chúng ta. Sợi lông là tâm thức của chúng ta. Cái dòng sông đó tượng trưng cho dòng sông của sinh tử. Một giọt nước chấm đó tượng trưng cho tâm Bồ Đề. Biển cả đó dụ cho chánh Như Lai, chánh biến tri. Cho nên mình gửi ai, mình gửi cái gì, mình sợ mất, gửi Phật không mất. Ví dụ như trong kinh kể tiền kiếp của Đức Phật đó, là một cái người khi mà cái người đó gặp cái người bán hoa, nhớ không? Rồi cái người đó mới mua hoa cúng dường cho Phật Nhiên Đăng. Phật Nhiên Đăng thọ nhận cái hoa đó và thọ ký sau này sẽ thành Phật. Đó là gieo trồng căn lành với cổ Phật. Có một đứa nhỏ đang ngồi nắng những cục đất, nắng đền đài lầu cát, đài rồi cung điện bằng cát bằng đất, thấy Đức Phật đi ngang. Đứa nhỏ đó cầm cái cát đó, bị gì nó đang cầm trên tay giống như là cái trái cây vậy đó, tới nó cúng dường. Đức Phật nói nhận đi. Thì đứa nhỏ này sau này sẽ là một ông vua, đó là tiền thân của ông vua A Dục. Thì những câu chuyện đó để biểu tượng rằng chúng ta gieo trồng căn lành dù một lần. Hôm nay á, Pháp Hòa đề nghị đại chúng là bây giờ mình không đi chùa được, mình không tham dự khóa tu được, mình theo dõi mấy thời kinh mấy ngày nay rồi, thì trong 3 ngày tới này mình ăn chay đi. Mình khuyến khích người nhà mình ăn chay, có thể người nhà mình chưa bao giờ ăn. Nhưng lần này cả nhà, cả thế giới đang gặp nạn, chúng ta hãy cùng phát tâm ăn chay. Mình ở nhà mình nấu ăn cho những người thân mình chưa quen ăn chay. Đây là cơ hội mình gieo trồng căn lành. Ví dụ mình mở pháp mình nghe, hồi đó cái vị đó ông thích là lấy áo đề xe đi shopping rồi, giờ ông đi đâu được hết á, lẩn quẩn trong nhà, có thể lọt một hai chữ vô tai. Cho nên nhất điều là mình gieo trồng căn lành. Thậm chí ban đêm mình ngủ, mình mở máy niệm Phật mình nghe, đừng có sợ, không có gì tội lỗi hết á. Nó nằm nghe niệm Phật có sao không? Không sao hết. Mình nghe niệm Phật để làm cho tinh thần mình êm dịu, mình đi vào giấc ngủ cũng tốt. Mà lỡ vô thường nó tới, nó dẫn mình đi, cũng có tiếng niệm Phật. Còn nếu mình mở những cái bản nhạc, ví dụ mình vừa đi ở trong đó, nó vừa hát tới cái bài Anh ơi anh đâu rồi, làm sao ta có đôi, là lúc đó mình bị chi phối. Cho nên mình mở băng niệm Phật nghe, mình mở máy tụng kinh nghe, không có gì tội lỗi hết, dù mình có nằm mình nghe. Giờ nào mình hành trì, thời khóa mình hành trì là thời khóa hành trì. Còn những lúc mình làm việc, mình có nằm nghỉ, mình mở kinh mình nghe cũng không sao. Nghe kinh để nó làm cho mình thâm nhập được bao nhiêu mình thâm nhập, và thậm chí lời kinh nó làm cho tinh thần mình thoải mái. Mà Pháp Hòa hồi nào giờ mở băng niệm Phật hay suy nghĩ vậy, kệ mình mở máy niệm Phật, lỡ mình có chết trong phòng có không ai hộ niệm, có tiếng niệm Phật này hộ niệm cho mình, có sao đâu. Cho nên trong đời luôn trồng căn lành. Hôm rồi đọc kinh Đại Bi,
tới cái phẩm căn lành. Đọc cái ví dụ đó Phật đưa rất là hay mà vui. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại xả bỏ. Đó là xin lỗi, bốn loại không xả bỏ. Bốn loại không xả bỏ là gì? Một là không bỏ tâm Bồ Đề. Hai là không xả bỏ chánh pháp. Ba là không xả bỏ chúng sanh. Bốn là không xả bỏ việc cầu thiện pháp. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ. Mình nghe này hoài. Tâm Bồ Đề có ba đặc tính. Nếu mình muốn biết mình có tâm Bồ Đề hay không thì mình có ba đặc tính để mình kiểm chứng tâm Bồ Đề. Một là trực tâm. Trực tâm là gì? Là tâm chánh niệm. Tâm mình thẳng hướng đến một đường mình đi, không có lay động. Đó là trực tâm. Ví dụ, con phát nguyện đi tu, đi xuất gia. Đó là tâm Bồ Đề gì? Khi mình phát tâm đi tu là tâm Bồ Đề rồi. Nhưng mà trong cái tâm Bồ Đề này, nó có cái đặc tính của trực tâm không? Nghĩa là tâm thẳng đường mà đi không? Vô chùa người ta khen thì làm chết bỏ, ta chê cái cuốn gói đi. Giận bỏ chùa, bỏ bạn, bỏ huynh, bỏ tu. Vậy sao gọi là trực tâm? Tâm mình không có chí, không. Cái chữ trong Phật pháp mình hay dùng là cái thú hướng, tức là mình phải hướng đến cái chỗ đó. Cho nên khi mình phát tâm mình tu là mình, khi mình phát tâm Bồ Đề là mình phải có được cái trực tâm để làm gì? Thẳng một đường mà đi thôi, không có lung lay. Ví dụ như bây giờ mình đến với Phật pháp, mình nói tôi đến với Phật pháp bằng cái tâm Bồ Đề, bằng cái tâm chân chánh, nhưng mà mình có trực tâm không? Hay là mình thấy cái vị nào đó người ta làm cái gì sai là mình bỏ đạo, mình bỏ tu. Ai làm gì sai đó là chuyện của người ta, chứ còn con đường mình đi nó đâu có gì đâu. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ người ta lấy nước sơn, người ta lấy đồ dơ, người ta đổ lên cái đường này, đâu có lỗi của cái đường. Cái đường đó vẫn là con đường đó. Cái quan trọng là chúng ta có thấy rõ những vết nhơ để chúng ta tránh nó không, chứ không phải vì cái vết nhơ đó rồi chúng ta lui. Người có được cái tâm thẳng đó gọi là có được trực tâm. Mà có được trực tâm thì tâm Bồ Đề không có xả bỏ. Ở trong kinh Di Ma Cật nói á, trực tâm là đạo tràng. Trực tâm là gì? Cái trực tâm này không phải là cái tâm thẳng thắn. Ví dụ người ta thấy người ta sẽ, ê bữa nay làm gì xấu quắc vậy? Cái đó không phải trực tâm mà. Mình nói cái mình hay nói tôi thẳng thắn, nói thiệt vậy là không, cái đó không phải. Cái đó trực tâm theo cái thế gian, chứ không phải là trực tâm ở cái mặt nội cái mặt gọi là nội tâm tu tập. Nội tâm tu tập là chúng ta giữ thẳng. Ví dụ như gặp khó khăn mình vẫn tu, gặp lúc mà không khó khăn, đầy đủ những thuận lợi mình cũng tu. Hoàn cảnh nào mình cũng tu. Được học nhiều mình cũng tu, được học ít mình cũng tu. Thầy có quan tâm mình cũng tu, thầy không quan tâm mình cũng tu. Tại vì mình có cái trực tâm của mình là con muốn tu. Nhờ có cái trực tâm đó cho nên mình không có lui sụp. Mình không có dễ chán, mình không có dễ nản, mình không có dễ buồn, mình không có dễ bỏ cuộc. Mình làm muốn chết mà sao không ai nhận ra cái việc mình làm để mà khen mình tiếng cho mình đỡ mệt coi. Mà hễ có người khen tức là sẽ có chê. Còn thà đừng khen đừng chê gì thì bình thường. Cái tâm mình nó dễ hơn. Tại khổ lắm, mình được nghe một lần khen rồi mà mai mốt không khen nữa, cái là bắt đầu mình đòi hỏi, mình kiếm, tìm. Cho nên có cái trực tâm đó, là đó là một đặc tính của tâm Bồ Đề. Cái thứ hai là thâm tâm. Chữ thâm tâm là gì? Là cái tâm thường thích
tạo những việc lành dù lớn dù nhỏ, không bỏ, không có bỏ. Thí dụ bữa nay trên chánh điện thiếu người xếp kinh, Quỳnh lên xếp kinh được không? Thôi đi, trời ơi, ba cái chuyện lặt vặt nó kêu người khác được rồi, mắc chi tới tôi. Đợi, thâm tâm là gì? Là cái tâm không bao giờ buông bỏ dù một chút công đức nhỏ. Nhiều khi cái lớn ai cũng dành cái nhỏ không ai để mình sao? Chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện gì mà làm lợi lạc cho mọi người mình không có bỏ. Thâm tâm. Mấy ngày nay quý vị thấy cái danh sách cầu siêu cầu an người ta gửi không? Toàn là quý Phật tử, người thân mất không có làm đám được, rồi liên lạc gửi cho mình để mình cầu nguyện giùm. Có biết ai đâu, phone tới nhờ thì mình làm, email tới thì mình nhận, thí dụ vậy. Không cần phải biết vị đó là ai, cúng dường hay không cúng dường, không có. Bây giờ mình tụng kinh, thời kinh nào mình cũng có cầu nguyện. Thôi thì các vị nhờ mình ghi tên mình vô, cầu nguyện cho người ta. Cho nên tất cả những việc gì chúng ta làm, không có một cái tạp niệm nào xen vào. Không từ bỏ công đức lành mà không có tạp niệm nào xen vào. Thí dụ như mình lên mình sắp kinh nhưng mình bực, bao nhiêu người không kêu, cái gì cũng tôi, chuyện lớn cũng tôi, chuyện nhỏ cũng tôi. Mình làm vậy cái mình khởi cái tâm vậy thì thành thử ra cái chuyện lớn, chuyện nhỏ là xếp kinh mình gọi nó là chuyện nhỏ, mà mình bực nó thành chuyện lớn rồi. Mình biết nó là chuyện nhỏ là tại sao mình bực, mà mình bực nghĩa là mình để cái sân nó trùm cái việc nhỏ đó. Thành thử ra rốt cuộc việc làm thì nhỏ mà mình tâm không nhỏ. Tâm không nhỏ thì việc làm, tâm không đơn sơ như việc làm, mà tâm mình bực bội, mình câu có, mình nói này nói kia. Thành thử ra việc nhỏ mà tâm mình sân quá to, mất hết. Hay là bồ đề tâm nó không nuôi dưỡng được. Có nhiều khi mình sùng bố lên, mình nói cái chuyện nhỏ gì mà cũng kêu tôi nữa. Đã biết chuyện nhỏ tại sao mình giận, tại sao mình trợn mắt, tại sao mình lại phải la làng lên. Thành thử ra rốt cuộc chuyện nhỏ mà mình, tâm mình chưa vững cái thâm tâm, cho nên thành ra cái việc lớn. Thế này là mình mất đi cái đặc tính thứ hai của tâm Bồ Đề. Ở trong thiền sử có kể, có thiền sư Thạch Cùng. Trước khi Ngài đi tu, Ngài là một thợ săn đi bắn ngỗng. Có một hôm ông đi với Ngài Mã Tổ, thì Mã Tổ mới hỏi, trước kia ông làm thợ săn, Ngài ông bắn được mấy con? Thì Ngài mới nói, dạ mỗi mũi tên bắn được một con. Ngài Thạch Cùng trả lời Ngài Mã Tổ, mỗi mũi tên bắn được một con. Thì ông Ngài, thì Ngài Thạch Cùng mới hỏi lại Ngài Mã Tổ, vậy chứ Hòa Thượng nếu mà bắn được lần mấy con? Hòa Thượng nói, ta bắn nguyên bầy. Nghĩa là sao biết không? Cái đó là thiền thoại, cái đối thoại của các thiền sư. Mình nghe mình đừng có dính mắc ở chỗ bắn con này với con kia, mà cái đó toàn là những cái câu mà các ngài nói với nhau không đó. Cái chỗ mà bắn được cái con đó là gì? Một ngày ngài tạo bao nhiêu cái phước thì ngài kia mới nói là, thí dụ như mình ấy, sân khởi lên bắn con, si khởi lên bắn con là bắn từng con, nghĩa là mình phải quất dữ lắm. Còn đối với Mã Tổ là ở cái chỗ cao rồi, ngài không lay động, cho nên mũi tên ngài một lần bắn, nghĩa là một lần chánh niệm của ngài thôi là tất cả các cái con kia nó làm sao, nó lắng hết. Ví dụ như mình vừa nổi sân với bà Hai dưới lầu, cái mình phải vuốt, vuốt xong cái nó thôi bỏ dưới lầu, đi lên lầu cái mình gặp bà Năm, cái mình giận tiếp, cái mình phải vuốt tiếp, cho mình cực lắm. Cái đó cũng có câu, cái đó cũng tu đó, nhưng mà những cái bậc mà người ta thượng thừa hết á, ở dưới lầu, ở trên này ai làm cái gì tâm tôi vẫn biết. Cái chỗ đó là một lần bắn nguyên con, nguyên bầy đó. Là tại sao? Một cái tiếng hét lên thì tất cả các cái kia nó lắng xuống. Nói nôm na là người có chánh niệm thì không có con gì nó khởi lên được.
Cái đó là cái thâm tâm. Trực tâm là mình phải chí cái tâm mình đi tới chỗ mình muốn đi. Cực khổ cũng được, sung túc cũng được. Người ai như thế nào cũng được, nhưng mà ở nơi con đường này chúng ta tìm được cái lối đi. Cái thứ ba là gì? Đại bi tâm. Người nào mà có được cái tâm đại bi, có cái tình thương lớn thì mình biết mình chưa mất tâm Bồ Đề. Tại sao lúc trước mình chưa có gì nha, mình thương nhau quá vậy? Rồi giờ mình có vấn đề với nhau, cái là mình không muốn nhìn nhau, mình không muốn nói với nhau, là mình biết cái tâm, cái tình, cái tâm thương của mình nó bị lung lay rồi. Mà giờ huynh đệ mình còn chưa được thương nữa thì sao mình thương ai? Mình thương chúng sanh gọi là đi đâu? Cho nên khi cái tâm, cái tình thương đó nó giảm, hoặc là thậm chí tu mà tối ngày mở miệng, thằng đó thấy ghét lắm, nhỏ kia thấy ghét lắm, không ai nói gì mình hết. Nhưng mà nếu tối nào mình ngồi mình suy nghĩ là, ủa sao hôm nay tôi ghét nhiều vậy ta? Hay là mình nó mở miệng ra là như không thấy ai xung quanh mình thương hết đó, là mình biết rồi đó. Mình biết là cái tâm Bồ Đề của mình đó, nó bị lung lay rồi đó. Cho nên Pháp Hòa hay thưa với đại chúng, cái người tu của chúng ta có thể không có gì hết, nhưng không thể không có tâm Bồ Đề, không thể không có lòng từ bi. Tại vì sao? Tại vì lòng từ bi mà còn thì mình biết rằng Phật đạo mình còn. Vì đạo Phật, bản chất của đạo Phật là từ bi, trí tuệ. Bản chất của đạo Phật là từ bi. Mà mình không có lòng từ bi thì mình thiếu, mình biết rằng cho dù mình có theo đạo Phật đi nữa thì cái thực chất của đạo Phật trong ta nó không có được, không có được dày, không có được nhiều. Và chính vì vậy cho nên chúng ta rất là dễ bị thối tâm, lui sụp. Ngoài ra đối với Ngài Thật Hiền thì Ngài còn dạy chúng ta là kiểm lại, coi mình phát cái tâm đó bằng tà hay chánh, chơn hay ngụy, đại hay tiểu, thiên hay viên, trong cái phát tác phẩm phát Bồ Đề Tâm Văn của Ngài đó. Nhưng mà ở đây á, để không xả bỏ tâm Bồ Đề, chúng ta ráng giữ ba tâm: thâm tâm, trực tâm và đại bi tâm. Đó là ba cái chất liệu, để ba cái đặc tính của tâm Bồ Đề. Ví dụ như mình nói là từ bi, hiểu đơn giản là tình thương. Nhưng thể hiện bằng cách nào? Làm sao ta nhận ra tâm từ bi? Thứ hai là gì? Không xa bỏ chánh pháp. Đại chúng nhớ nha, pháp là phải chánh pháp. Cho nên nếu nói cho đúng là con về nương tựa chánh pháp, thì mình nói gọn là nói pháp. Là pháp là gì? Là lẽ thật, là chân lý, là con đường. Mà con đường này phải là con đường của lẽ thật, con đường của chân lý. Chứ thế gian này nhiều pháp lắm, thế gian này nhiều đường lắm. Mình đi không đúng đường thì sẽ không tới đúng chỗ. Hoặc là mình muốn làm cái đó mà người ta chỉ mình trật cái cách, trật cái phương pháp, thì chúng ta cũng không thành được cái đó. Cho nên á, cái bước đầu sơ tâm học Phật rất là quan trọng. Mới đây có một em 20 mấy tuổi gửi cho Pháp Hòa một cái thư. Em mới kể là em đi tu, nhưng mà rồi ở trong cái đường tu không có hạnh phúc, cho nên em mới đi ra ngoài tự mua đất đai, tự làm cái am, cái thất gì cho mình. Rồi bây giờ bị người ta lường gạt làm sao lung tung hết. Thì em mới viết cho Hòa cái thư là xin Thầy hãy cho con một cái con mất niềm tin ở người tu. Nhưng khi con nhìn qua những cái, con được nghe những bài pháp của Thầy thì con có cảm nhận rằng con có thể chia sẻ được với Thầy. Thì em có viết cho Hòa cái thư.
Thì Pháp Hòa có chia sẻ với em là bây giờ con chỉ có hai đường chọn. Một là con ở ngoài đời, con đi làm, con kiếm sống, rồi con có thể làm một Phật tử hộ đạo chân chánh. Còn nếu con còn muốn tu thì con không thể nào lập am lập thất như thế được. Vì sao? Vì con còn quá non, còn quá trẻ để mà tự mình ra lập một cái chùa, một cái am, dù là một cái thất. Cho dù là tự tu không cần ai tới cũng không được, biết gì đâu tu. Mà tu như vậy á, càng ngày càng bít lối, mất đường chứ còn không có được gì hết. Còn nếu con muốn tu không, con phải đi tìm tới những ngôi chùa, những đạo tràng, con tìm, con chọn cho mình một vị thầy, một cái nơi chốn, rồi con nương vào đó để cái vị đó hướng dẫn cho con trên đường tu. Ở trong luật dạy nè, một người mới xuất gia trong 5 năm đầu không được rời thầy. Rồi sau khi thọ tỳ kheo rồi, 5 năm của thọ tỳ kheo đó cũng chưa được rời thầy. Thế thì chúng ta ở với thầy bao lâu? Ít nhất phải 10 năm. Để làm gì? Mình như con chim mới vừa sanh vậy đó, làm sao mà vỗ cánh mà tung bay được, phải không? Ở trong gia đình Phật tử nó có một cái bậc cho các em á, con chim quanh vũ á, mới vừa nứt trứng ra gọi là sơ sanh, rồi từ từ mắt con chim nó mở, kêu là bậc mở mắt, rồi từ từ cái cánh nó mềm rồi mới nó tung bay. Trong gia đình Phật tử các em trong quanh vũ nó có 4 cái bậc như vậy. Trong tuy rằng trong cái đoàn quanh vũ đó là cái đoàn cho các em nhỏ, nhưng cái bậc học Phật pháp của các em phải là đi qua mấy bậc như vậy: chim non, rồi sơ sanh, rồi mở mắt, rồi cánh mềm, rồi mới tung bay, rồi mới được lên ngành thiếu. Ngành thiếu tức là lên thanh thiếu niên rồi đó. Còn các em nào mà 6-7 tuổi trở lên mà gia nhập gia đình Phật tử thì nó phải đi vào cái đoàn gọi là đoàn quanh vũ. Thì cái người tu của mình cũng thế. Thậm chí mình ham mặc những cái y nhiều điều, không ai nói gì mình đâu. Mình muốn đổi mão hiệp trưởng không ai nói nữa, nhưng mà để làm gì? Cái đó nó chẳng qua là nó không giúp cho mình nghiêm mật trên đường tu, mà không khéo nó còn làm cho mình bị lui sụp, tăng cái tâm cao ngạo. Cho nên người sa di câu đầu tiên phải học là ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu phương nải thính giáo tham thiền, năm hạ về trước rồng chuyên giới luật, năm hạ về sau mới được nghe pháp tham thiền. Dĩ nhiên là nghe pháp là mình phải nghe, là nhưng mà không phải những giáo lý cao xa như là Bát Nhã, như Niết Bàn, mà phải nghe những cái điều rất là căn bản. Thậm chí mình vô mình học quay nghĩ, trời ơi cái này má con ở nhà có dạy nè, má con dạy nhà ăn có nồi ngồi cái hướng là má con dạy, nhưng mà má con dạy theo thế gian mà không có cái chi tiết. Và khi con học nhiều khi má chỉ dạy mà chưa có cái đạo lý nó lồng ở bên trong. Nhưng khi mình vô học Phật, mình học oai nghi, nó có cái ở bên trong của cái việc đó nữa, cái đạo lý nó thâm sâu lắm. Ví dụ như hồi nhỏ má mình cũng dạy thắp cây nhang, nhưng mà mình xá xá mình chọt cây nhang vô thôi chứ đâu biết nhang là gì. Nhà vô chùa phải học lại, học cách cầm cây hương và ý nghĩa của cây hương. Cho nên mình vẫn thắp cây hương khác với ở nhà mình thắp lắm. Cái hành động thắp hương nó vẫn có, nhưng cây hương mình thắp là chọt. Và thậm chí mình nói thắp một cây hương lên cho nó ấm nhà ấm cửa. Hoặc là người ta nói hỏi Việt Nam ta hay thỉnh cái chuông gì, ta để bàn thờ lắm. Biết chi không? Tối thắp nhang ta kêu gõ 3 tiếng cho Phật hay, cho ở trển biết để mở cửa, ở trên thiên đường biết mở cửa cho mình dâng hương lên.
Cái quan niệm đó là quan niệm của người thế gian, cũng không tội lỗi gì, nhưng mà cái đó là cái quan niệm của thế gian. Khi chúng ta đi vào trong chùa rồi, chúng ta phải học cầm cái dùi trở lại, học cái ý nghĩa của cái chuông, và học cái cách thỉnh chuông. Mà thậm chí cũng là cái chuông gia trì, nhưng mình phải coi coi cái kích cỡ của nó cỡ nào, mà tiếng chuông mình thỉnh như thế nào, chứ không phải dện vô cho có cái tiếng là xong đâu. Mình thỉnh vô cái tiếng cũng được vậy, phát ra cái tiếng, nhưng cái tiếng chuông đó nó chuyên chở được cái gì. Cũng như mình tụng kinh, đâu phải mình tụng cái là được. Cái tâm của mình có trong lời kinh hay không, nó sẽ đi ra bằng cái âm điệu từ cái tâm đó. Mình tụng kinh chưa có lòng, chưa có tâm, cái tiếng mình nó chưa có chuyên chở, người nghe người ta chưa có cảm, tại mình chưa truyền lấy gì người ta cảm. Đâu phải ca sĩ nào cũng đứng lên sân khấu hát là người ta vỗ tay đâu. Ta vỗ tay nếu có, một là cổ vũ, hai là gì? Anh hát đúng tông vậy thôi, nhưng mà cái nội dung anh chưa chuyên chở được bài hát. Thậm chí có nhiều người ta nói bài đó là bài ruột của ca sĩ đó đó. Ca sĩ có đó hát lên cái bài đó mới có hồn. Tại sao? Tại vì người đó đã thổi hồn của họ vào trong từng cái lời hát đó. Chúng ta có thổi hồn mình vào trong từng cái lời kinh chúng ta tụng không? Thí dụ mình chỉ nội cái bài, mình ngân cái bài sám hối thôi, bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm. Hay là mình ngân cái bài con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, mình có thấy được mình ở trong mỗi cái lời đó không? Con đã từng gây ra lầm lỡ khi nói, khi làm, khi tư duy. Tham lam, hờn giận và si mê. Cái câu đó nguyên văn nó nặng lắm à. Đam mê, hờn giận và ngu si. Phải qua sửa chữ lại một chút, sám hối để làm chi biết không? Để mình tụng mình cả, mình tụng mà người khác ta nghe, trời ông thầy này ông bữa nay ông dũa tôi, ông nói tôi ngu si, không dám. Mình xin phép mình chỉnh cái chữ, mình rút cái chữ đó, tại mình đọc cho người ta nghe, sợ người ta hiểu lầm mình, mắng người ta ngu si. Sửa lại, thay vì nói đam mê, tham lam thôi. Thật sự cái chữ đam mê nó mới đúng nghĩa đó. Dính vô đó rồi mê vô đó kêu là đam mê. Đam mê, hờn giận và ngu si. Ngu si là một hình thức của mê lầm. Ngu nghĩa là không thấy rõ chân lý. Chứ cái ngu nó không nghĩa theo tiếng Việt là gì? Ngu đần, ngu độn, không biết gì. Chữ ngu trong chữ Hán, trong Phật học là không thấy rõ chân lý gọi là ngu. Cho nên kinh hiền ngu. Trong đời này có những kẻ hiền, có những người ngu. Mình gạt người ta, mình tưởng mình thông minh mà thiệt là người ngu. Là tại vì tạo nghiệp mà không biết. Mình chửi trên đầu, trên cổ người ta, ta nín. Mình tưởng mình hay lắm, thấy không? Đâu dám nói với tôi. Tôi nói trên đầu, trên cổ nó mà nó không biết á. Mình tưởng mình là thông minh mà thiệt sự mình là kẻ ngu. Nếu chứ cái nhìn của người có trí tuệ. Vì sao? Anh đang tạo nghiệp mà nó không biết. Cái người mà người ta nín, ta không nói, không phải người ta dạy, người ta thua lý, nhưng mà người ta đang tu, người ta nhẫn. Và chậm chí người ta biết anh nói bậy, ta không cần chỉnh. Anh nói sai, ta không cần phải nói. Cho nên chánh pháp là cái chân lý, là cái lẽ thật. Ở trong kinh đó, Phật có đưa ra 7 cái điều nói về chánh pháp. Thứ nhất là thiện thuyết. Thiện thuyết là sao? Khéo nói, khéo làm cho người khác, người ta cảm nhận được. Ví dụ như một thầy đó, thầy đi khất thực một mình, thầy về thầy ăn cơm mình, thầy tụng kinh mình, thầy ở mình vậy đó. Cái thầy nói thầy là người biết sống một mình. Các vị tỳ kheo lên thưa với Phật. Phật không có quở liền nghe. Phật nói các thầy mời thầy tỳ kheo đó tới đây. Thì các thầy mời thầy đó tới, nói này, tôi có nghe các thầy báo cáo với tôi rằng
thầy thường đi khất thực một mình, ăn cơm một mình, ngồi thiền một mình, tụng kinh một mình, kinh hành một mình, vân vân, có đúng không? Và thầy gọi như vậy là người viết sống một mình phải không? Thầy kia nói dạ, đúng như vậy. Phật nói tiếp: tôi không có nói thầy không có đúng, nhưng tôi có một cái pháp hay hơn nữa mà để được gọi là người biết sống một mình. Người đó như thế nào? Đừng tìm về quá khứ, đừng suy nghĩ, đừng lo lắng tương lai. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại thực chứng chính ở đây. Người nào biết sống không qua, không có sống với quá khứ, không vọng tưởng tương lai, cũng không đắm chìm trong hiện tại, thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Thế thì Phật đâu có la thầy đó phải không? Phật nói, Phật khéo, khéo thiện thuyết mà, nói cái pháp hay hơn, để cho cái vị đó đừng lầm rằng mình ở một mình kêu là một mình. Nhưng mà thật sự ví dụ đi, có những vị mấy ngày nay nè, hồi nào giờ mình, nhưng mà thật sự các vị đó là trời ơi, lo khổ của quá, khổ quá khứ, khổ tương lai, hiện tại thì không, cũng cũng để nó mất luôn đó. Hỏi bác đang ở với, ở một mình, nhưng mà thật sự đâu có một mình đâu, tại vì nghĩ quá khứ, lo tương lai, quên lãng cái hiện tại, hoặc là đắm chìm. Thí dụ như bây giờ ha, mình đang là người giàu có, đừng có đắm sai với cái hiện tại chúng ta giàu. Tại vì sao? Tất cả pháp đều là tạm, là vô thường. Cái giàu nó cũng tạm thôi nha, cái nghèo nó cũng tạm thôi, mà có nhiều khi giàu nghèo bình đẳng giống nhau. Mấy ngày nay là có tiền có, chứ không được đi đâu chơi hết. Và mấy đứa nó làm câu rất là hay, phải không? Mình thì đang rảnh, mình thì đang gọi gì, nó kêu là cái gì, xăng đang rẻ hả, xăng đang rẻ mà xe đang rảnh mà mình không được đi chơi. Hôm nay các vị không có đi, có nhiều vị mất ở bệnh viện, bên Mỹ, ở các nơi, gọi qua chùa. Nhờ Pháp Hòa khai thị cho các vị mất ở trên phone, tại vì các vị không mời được ai ở vùng đó hết. Mà Pháp Hòa hay nhắc, cô hay bác hay chú gì phải nhớ rằng, cõi đời này là cõi tạm. Thì tất cả những cái gì nó nằm trong cái cõi tạm này cũng là tạm hết. Ví dụ như tình cảm, chức quyền, tiền của, tạm hết. Vì bản chất của cả cái thế giới, cả cái cuộc đời này là tạm mà. Thì những gì chúng ta ứng xử trong cõi tạm này cũng là tạm thôi. Chứ cõi này cõi tạm thì sao những cái khác nó thiệt được, nó mãi mãi được. Cả cuộc đời mình là tạm, thì gặp nhau cũng là tạm thôi. Buồn vui cũng là tạm, được mất cũng là tạm, giận ghét cũng là tạm. Cho nên có một vị thiền sư đang ngồi, ông Quang ông tới xa. Thiền sư hỏi, ông thấy gì ngoài áo mão cân đai? Ông thấy gì ngoài áo mão cân đai? Thì ông Quang đáp bằng một bài kệ: gió lùa khung cửa vắng, nghe gió thoảng bên ngoài, im nghe trời đất chuyển, trăm năm chỉ một ngày. Chỉ cần chúng ta lắng xuống, chúng ta nghe tất cả những chuyển biến của cuộc đời này, im nghe trời đất chuyển, trăm năm cũng một ngày. Nhạc sĩ Việt Nam mình cũng có ông cũng tương đồng cái ý đó. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi.
cho trăm năm vào hết một ngày vậy đó. Cho nên ngày nào mà chúng ta không xả bỏ chánh pháp thì ngày đó chúng ta vẫn còn sống trong pháp. Vì pháp là gì? Là chân lý, là lẽ thật. Vậy thì cái đặc tính thứ nhất của chánh pháp là gì? Là thiện thuyết. Mình nói cái gì mà mình nói khéo để cho người ta chuyển hóa được người ta là chánh pháp hết. Dù lời nói đó rất đời, nhưng cái tâm mình không đời, tâm mình rất đạo, tâm mình có từ bi, mình nói cho người ta, thì cái lời nói đó nó là cái lời khai thị. Thứ hai là đến để mà thấy. Pháp mình không có thể nghe được đâu, mình phải thực hiện, mình phải tới mình mới thấy được cái mầu nhiệm của pháp. Thí dụ như mình nghe người ta nói, mình nghe người ta nói cà ri mà mình chưa bao giờ ăn cà ri, thì mình chỉ biết được tên cà ri, màu sắc của cà ri, mà thật sự là mình nói được hết cà ri mà mình chưa bao giờ nếm được thực chất của cà ri. Cho nên cái đặc điểm thứ hai của pháp là hiện chứng. Ngay trong đời này mình chứng được cái đó. Mình không tu thôi, mình có tu là trí nó sáng, tuệ nó sinh. Còn mình không tu thì trí nó cũng sáng mà tệ nó sanh. Chứ không phải tuệ, tệ. Càng biết thì sanh tệ chứ không có làm được gì. Thứ ba là gì? Là vượt thoát thời gian. Đúng không? Hơn 2000 năm rồi giáo pháp này vẫn vượt thoát thời gian. Thời gian nào giáo pháp này cũng ứng được hết, cũng đáp ứng được hết. Lúc thịnh cũng được, lúc suy cũng được. Tại vì chân lý đã nói rất rõ là nhậm vận thịnh suy vô bố úy. Thấy cuộc đời thịnh suy đừng có sợ. Tại vì thịnh suy như lộ thảo đầu phô, như những giọt sương rơi ở trên đầu cành cây thôi. Bản chất là khổ thì nghèo cũng khổ, giàu cũng khổ. Có nhiều khi người ta nghèo mà người ta khỏe hơn mình, ta không lo gì hết. Còn mình giàu bắt đầu mình lo. Thí dụ như giờ người nào mà không có cơ sở làm ăn, là không có cơ sở gì, là sẽ khỏe hơn những người có cơ sở. Ví dụ vậy. Cho nên chân lý vượt thoát thời gian, vì bất cứ thời nào đạo Phật cũng đáp ứng, cũng ứng dụng một cách rất là uyển chuyển, rất là linh động. Vì sao? Vì chúng ta biết ứng pháp, biết dụng pháp, chứ không biến giáo pháp thành một cái chất cứng ngắc mà chúng ta không uyển chuyển được. Thứ năm, thứ tư là giận đến để mà thấy, đến mới thấy được. Mình nghe người ta nói không chưa được. Ví dụ người ta tưởng đâu là Tây Thiên Trúc Lâm là thiên đường, tới hồi qua thất vọng quá trời, không có thiên đường gì hết trơn. Đúng rồi, tại anh vọng tưởng nó là thiên đường chứ, nó cũng chỉ là một cõi phàm phu bình thường. Và những người đó tới đây, người ta tu cũng phàm phu bình thường vậy. Mình đang là những người chuyển cái chất phàm thành chất thánh, chứ mình chưa phải là thánh. Thứ năm là dẫn đạo đi lên. Thứ sáu là tự mình có thể hiểu, tự mình có thể giác tri. Thứ bảy là đạt tới cái lạc hiện tại, tự mình giác tri. Tự mỗi người học được cái pháp rồi tự giác ngộ. Không xả bỏ chánh pháp. Cho nên mình khi mình đảnh lễ, nó nhất tâm kính lễ tất cả chánh pháp trong ba đời mười phương. Đời nào cũng có chánh pháp hết á. Nhưng mà cái chánh pháp đó nó sẽ được thể hiện bằng mọi hình thức mà nó phù hợp với hiện đời. Ví dụ như hồi xưa các thầy tỳ kheo không có xe,
Bây giờ phần lớn các thầy có xe, nhưng mà cái xe đó để làm gì, chúng ta làm gì? Thì chiếc xe đó không thể được, mình không có thể nhìn là thầy đó không có tu, muốn trái lời Phật, đâu phải vậy. Chánh pháp vượt thoát thời gian, thời buổi người ta nói như vậy, mình không nói như vậy là không được. Cho nên á, chúng sanh thuyết ngu, Phật thuyết ngu. Chúng sanh thuyết mã, Phật thuyết mã. Thế gian này ta gọi con đó là con bò, con trâu, thì Phật cũng sẽ gọi con đó là con bò, con trâu. Thế gian người ta gọi đó là con ngựa, thì Phật cũng sẽ gọi con đó là con ngựa. Còn mình biết chân lý rằng nó không ngựa không bò gì hết á, nó không ngựa không trâu gì hết á, tại cái tướng nó vậy, thế gian ta đặt cho nó cái tên vậy thôi, chứ tự xưng nó có tự xưng nó là gì đâu. Mình biết vậy tại sao mình phải cãi? Phật đến cõi đời này, chúng sanh người ta sinh hoạt, ta sống sao, Phật đi theo cái dòng sinh sống của chúng sanh mà Phật chuyển người ta. Ví dụ như người ta muốn có gia đình, người ta có vợ, có chồng gì đó là cái đời sống thế gian. Phật Pháp cũng sẽ trang rãi tới những người đó bằng cách là hướng dẫn cho họ sống một đời sống vợ chồng có đạo lý, có chân chánh. Chánh Pháp là phải vậy. Chánh Pháp là phải vượt thời gian, phải hiện thuyết, phải nói cho thật, chứ không nói những cái gọi là diễn dông, xa vời. Đó là đặc tính của chánh pháp. Thứ ba là không xả bỏ chúng sanh. Tại sao? Thì chúng sanh là đều nương nhau sống mà. Mà hễ ngày nào còn chúng sanh thì ngày đó còn tham sân si. Chỗ nào có chúng sanh là chỗ đó có tham sân si. Dù chúng sanh nó trốn vô chùa rồi, cạo cái đầu rồi, mặc cái cà sa rồi, nhưng vẫn là chúng sanh. Tham sân si ở nơi chúng sanh đó vẫn còn. Chúng sanh đó còn đang chuyển chứ chưa thật hết, chưa chuyển hết đâu. Mà nếu mình rời bỏ họ một cái, họ lung lay liền. Đừng có thấy họ mặc cái áo đó rồi mình buông tay, họ chưa có quen. Mình nói ví dụ, cái ông dạy lái xe đó, ông cho mình lái á, nhưng mà cái chỗ ngồi của ông nó có cái gì? Nó có cái thắng. Mình mà lái lạng quạng, mình quẹo một cái là ông thắng liền. Tuy ông thả ra cho mình lái đó, ông kêu quẹo đi, đổi đèn đi, làm hết đi, nhưng mà chân ông vẫn giữ cái thắng. Tại sao? Vì mình đang là người tập lái, chứ chưa phải là người biết lái. Mà thậm chí người biết lái rồi, người ta vẫn cẩn thận hơn, người ta để phía sau cái xe của người ta, I am new driver. Để chi? Để người đi phía sau biết anh này mới, đừng có expect ông này phải lái giỏi. Và thậm chí mấy cái anh mới lái cũng lạng quạng lắm. Mình không có cần gì được, gần đi gần thôi, mình đi xa xa đi. Chúng sanh mà, cho nên không có xả bỏ chúng sanh. Mà thậm chí bản thân mình cũng vậy thôi. Ngày nào mình nghĩ mình tu lâu rồi, không cần hành trì, không cần tụng kinh, không cần bái sám gì hết, không được. Chúng sanh này nó còn mê lắm. Thử cho nó ngủ, thả vàng coi nó ngủ không? Thử cho nó đi chơi lip ba ga coi nó đi không? Vậy thì trong kinh Kim Cang nói độ chúng sanh là độ cái mê lầm của chúng ta. Cho nên cái câu mình nguyện phải không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đó là chúng sanh ở số lượng. Còn cái tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ chính là những phiền não trong mỗi chúng sanh. Nhớ cái bài đó không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thệ nguyện học, tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Ở mặt số lượng con người, chúng sanh vô biên, đó, nhiêu còn độ nhiêu, đúng rồi, chúng sanh vô biên. Nhưng mà ngược cái câu thứ hai là gì? Tự tánh chúng sanh, tức là cái tự tánh ở bên trong này, tức là những cái phiền não đó, ở trong cái phiền não đó bên trong chúng sanh, mình có độ nó không? Cho nên người đệ tử đó, cho dù có tu cỡ nào đi nữa,
người thầy cũng phải quan tâm. Và thậm chí mình đừng bao giờ mình nghĩ mình lâu rồi đó, mình giỏi rồi đó, không có đâu. Nhưng mà bây giờ nói gần nè, tự mỗi người chúng ta phải biết rằng tự thân mình phải biết rõ, tự thân nghiệp chướng còn nặng, phước đức còn mong manh, tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi, văn tư tu chưa thật sự vững bền. Lúc nào cũng phải nhắc mình, chúng con biết rõ tự thân nghiệp chướng còn nặng, phước đức còn mong manh, tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi, văn tư tu chưa thật sự vững bền. Cho nên ngày nào cũng phải làm gì? Giờ phút này ngưỡng vọng đài sen năm vóc cùng gieo xuống, xin lượng từ mở rộng, chúng con xin trải hết lòng ra. Cho nên Pháp Hòa hay nhắc đại chúng là không bỏ thời khóa hành trì, vì chính thời khóa đó giữ mình ở được trong chánh pháp. Ngày nào bỏ hành trì là ngày đó mình xa chánh pháp. Một thời một ngày cũng được, nhưng mà không có bỏ. Có nhiều vị nghĩ tu lâu rồi khỏi hành trì gì, đâu có được. Người ta nói tu lớn rồi tu đâu có cần làm công quả. Anh không làm công quả, anh không có phước, anh hưởng không nó mòn. Thứ tư là không bỏ việc cầu các pháp thiện. Trên đời này như nãy mình nói nhiều pháp lắm, nhưng mà phải là pháp thiện, còn không thì pháp bất thiện nó sanh. Cho nên mỗi ngày phải tự nhắc mình, một đời hành thiện, thiện còn chưa đủ, một giờ một phút làm ác, ác tự đã dư. Chung thân hành thiện, thiện do bất túc, nhất nhật hành tác, xin lỗi, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cả đời làm lành, lành còn chưa đủ, một ngày làm ác, ác tự đã dư. Mình cả đời thương nhau còn chưa đủ, giận nhau chi những hờn, buồn nhau chi những hờn giận vu vơ. Mà nhìn lại coi toàn là giận vu vơ, không có gì đáng hết á. Nhưng mà chính cái vu vơ đó nó gom lại, nó làm nên một chúng sanh rồng rặc, không có một chút thánh. Mà bây giờ nhìn kỹ lại coi, kiểm lại từng món coi, toàn là những cái lặt vặt trong đời sống hàng ngày. Hơn nhau món quà cũng buồn, hơn nhau một lời nói cũng giận. Người ta khen người kia không khen mình cũng ganh cũng buồn. Cho nên rốt cuộc mình đã gom những cái đó lại mình, để mình xây đắp một chúng sanh. Mà tưởng sao mình đi vô trong đạo tràng tu tập rồi mình cũng không bỏ được cái đó, thì nó uổng vô cùng. Mình thấy làm sao mỗi ngày mình phải khác hơn ngày hôm qua, thì mình biết rằng cái chữ khác đây không phải là mình tệ hơn, mà mình biết rằng cái tâm mình nó nhẹ, giống như cái người uống thuốc cảm vậy đó. Hôm nay uống đỡ, sáng ngủ dậy thấy cho bữa nay cái đầu nó nhẹ, thân nó nhẹ hơn là biết thuốc có tác dụng. Còn không thì là không thuốc, không có tác dụng. Cho nên đừng có bỏ việc cầu cái pháp thiện. Lụm miếng vỏ chai, quét cái nhà, hốt miếng rác, nhất nhất đều là hành thiện hết. Nhưng mà ngược lại, thử thời mình nghĩ lại mình coi, mình toàn là gom rác vô nhà. Mấy ngày nay mình dọn chùa là mình biết nè. Tới hồi rút ra, ủa cái bao ni lông, mà cái bao ni lông này tại nó để đây nó chật cái chỗ này. Ở đây là cái thùng không, để thùng không để chi, nhưng mà tại vì xưa giờ để cái nó chật chỗ này. Bây giờ rút hết mấy cái ra tự nhiên nó thoáng. Mà nhìn lại nguyên cái đống đó, không có cái đống nào xài được hết. Từng món không có món nào xài được. Nhưng
ai đó đã vô tình nhét, mỗi người tự nhét. Vì mỗi người tự quý một món. Ở nhà mình sử dụng nó chật là vậy đó. Má quý một món má cất, bà quý một món bà cất, anh quý một món, rốt cuộc cái nhà mình nó rác không? Là tại vì toàn là những người khoái rác. Vì họ đâu có thấy rác, họ không xài tới đâu, nhưng mà họ tiếc nó thôi. Rồi tới hồi mình vừa mình rút ra cái này mà giữ làm gì, mình dục. Mình dục cái mình không cho là quý thì mai mốt có người khác. Cho nên là lần quần vậy đó. Cho nên là đúng là chúng sanh. Cho nên mình mới gom lại. Thì mình nói như vậy để mình thấy được tất cả những cái cách sống của chúng sanh. Những cái pháp của chúng sanh không phải là cái chánh pháp, không phải là cái pháp thiện. Thì vì họ như vậy chứ mình không có bỏ họ được. Mình không bỏ họ được. Đó là 8 điều mà hôm nay mình học. Ngài Văn Thù nói với ông Thiên Tử. 4 cái này gọi là 4 loại không xả bỏ. 1 là không xả bỏ tâm Bồ Đề, 2 là không xả bỏ chánh pháp, 3 là không xả bỏ chúng sanh, 4 là không bỏ việc cầu các pháp thiện. Sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Đầu cũng tốt, lành, giữa cũng vậy, sau cũng vậy. Và nhờ cái pháp thiện đó nó mới nuôi dưỡng được chúng ta tới cái chỗ chí thiện. Chí thiện là gì? Là cái chỗ thiện tột cùng. Giàu có đem bố thí, cái sự vững chắc đó, cái điều mà chúng ta thực hiện. Và cái vững chắc ở cái chỗ là giàu. Tại thường thường á, giàu người ta hay sanh cái tệ. Nếu không có tu, nếu không có tư duy. Cho nên người nào cũng có tiền hết á, người nào cũng có tiền hết á, nhưng mà chưa là thần tiền của mình, cho nên không thể là thần tài. Chứ thật sự ai cũng là thần tài hết. Tài là tiền. Thần là gì? Là sức mạnh, là tỉnh thức. Nói gần hơn một dễ hơn nữa là gì? Là đạo đức. Có tiền mà chúng ta không có đạo đức sử dụng tiền thì cái tiền đó nó sao tiêu tán, thì chẳng mình chẳng là ông thần tài của mình. Cho nên ông thần tài là ai? Là mỗi người chúng ta đây. Mỗi người chúng ta đều có của hết. Mình có của theo cái mình tạo ra. Nhưng mà nếu chúng ta có đạo đức ở cái tiền đó thì chính mình là ông thần tài. Ví dụ như ở ngày xưa thì có Mạnh Thường Quân, rồi có bây giờ nước Mỹ nhiều ông lắm, mà ông mà nổi tiếng nhất là Bill Gates. Đó, ông Bill Gates là thần tài đó. Tại vì ông có đạo đức ở trên cái tiền ông sử dụng. Ông có tiền mà ông có cái đạo đức khi ông dùng tiền của ông, thì chính cái người có đạo đức có dùng tiền đó là chính là thần tài. Mà thật ra ông thần tài với ông thổ địa là một. Tại vì sao? Tại vì theo nguyên tắc ngũ hành, thổ sanh kim. Thổ sanh kim mà thổ là ông địa. Thổ là thổ công là ông địa. Mà sanh kim là sanh vàng. Cho mình chỉ cần thờ một ông cũng được. Thật ra hai ông chỉ là một thôi. Nhưng mà tại vì chúng ta thường suy nghĩ là mỗi ông, chúng ta theo cái tưởng tượng của mình, ông thần, ông tài riêng và ông địa riêng. Cho mình tạo một cái hình dáng ông địa. Vậy thì nhà nào có nhiều người nghèo thiệt nghèo, nhưng cũng có ông thần tài để thờ. Thờ hoài không thấy giàu. Vậy thì thưa đại chúng, là mình biết rằng cái ý niệm mà chúng ta thờ đó, nó có cái đạo lý trong đó. Thì khi đời sống chúng ta vậy, chúng ta có tiền mà chúng ta có đạo lý trong khi chúng ta dùng tiền vững chắc. Có nhiều người, người ta hay nói thế gian có tiền thì hay sanh tật, cho nên kêu tiền tệ. Hay là có nhiều khi mình có tiền mình không biết sử dụng, cho nên tự nhiên từ một người giàu có thì sự nghiệp có thể lung lay, không kiên cố, không vững chắc. Cho nên Bồ Tát có 4 loại vững chắc, mà trong đó có cái gọi là giàu có đem bố thí. Rồi vững chắc như thế nào nữa? Nhiều khi mình bố thí mà mình gặp những cái người họ, trời ơi đất hỡi, đừng có giận họ. Nhiều khi sao? Tại họ nghèo quá, họ khổ quá, họ mới sanh cái tâm bỏng sẻn,
cái tâm mà gọi là ganh tị, ganh đua, tranh giành, giật. Ví dụ như bên Ấn Độ mình qua, mình bố thí, mình cúng, mình làm từ thiện vậy đó. Họ đánh với nhau có khi vì một khúc bánh mì thôi. Thôi mình đừng có vì một chút đó mình bỏ họ, mà mình thay mình thông cảm. Người nghèo thì thường hay sanh ra nhiều cái tật. Giàu á, đôi khi giàu cũng sanh tật, mà nghèo cũng sanh tật nữa. Giàu thì sanh tật phung phí, nghèo thì sanh tật gian tham, bỏng sẻn. Cho nên cái nào mà không có chánh niệm thì nghèo mà không có vững, nghèo mà không vững chắc cái tâm á, cũng có thể đi ăn cắp ăn trộm, có thể đi lường gạt người khác. Cho nên nghèo mà không có cái sự tu tập thì nghèo cũng sanh tật, nghèo cũng có thể tạo nghiệp. Giàu mà không có vững chãi, không có tu tập, giàu cũng có thể tạo nghiệp. Cho nên cái vấn đề ở đây là chúng ta có vững chắc ở nội tâm, còn cái vấn đề giàu nghèo là tùy theo cái mức độ chúng ta ứng xử. Nghèo mà không có tu thì giàu cũng có thể, nghèo mà không tu thì không có an phận thủ thường, mà có thể sanh tâm trộm cắp. Còn giàu mà không có đạo lý, không có cái sự tu tập thì bắt đầu sanh tệ, nguy hiểm. Cho nên cái vững chắc, vững tâm ở đây là vậy đó. Mình làm sao mình vững, dù giàu hay nghèo chúng ta vẫn vững. Thứ ba là cúng dường các bậc tôn giả. Tôn giả là ai? Là những bậc đáng kính. Cho nên trong kinh hay gọi tôn giả A Nan, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả U Ba Ly. Tôn giả là một danh từ kính trọng để gọi cho các bậc tu tập. Các người tu tập mà đáng kính trọng thì trong kinh thường dùng tôn giả. Thay vì mình gọi là đại đức, thượng tọa, hòa thượng gì đó, thì chúng ta dùng một từ chung là tôn giả. Cũng giống như cái chữ sa môn. Sa môn là cái từ khiêm cung nhất để chúng ta sử dụng. Ai cũng là sa môn. Sa môn là gì? Là một bậc tu hành vậy thôi. Không có dám xưng mình với một chức phận nào hết. Ví dụ như mình nói tôi là tỳ kheo gì đó, cũng còn xưng là tỳ, mình nhận định mình là tỳ kheo. Mà nếu mà lỡ mình làm là không đúng cái chức phận của tỳ kheo, bị quở. Còn sa môn là gì? Một người tu thôi. Cho nên cái từ sa môn mình dùng là cái từ khiêm cung nhất. Người nào mà bỏ tục mà hướng tâm về sự tu tập đều gọi là sa môn. Còn ví dụ mình xưng mình là cái chức phận nào đó, hoặc là ví dụ bây giờ cái hoặc là cái chữ thường thường mà dùng là tu sĩ. Tu sĩ là người tu. Cư sĩ cũng là tu sĩ. Mấy tuần nay mình giống như người nhập thất vậy đó. Ngày ăn ba cử, kinh tụng ngày mấy thời, không đi đâu hết. Nhưng mà nếu mà mình bớt được cái phone nữa thì coi như mình tịnh khẩu, tịnh nghiệp. Mấy thầy mấy cô ở chùa là đúng là nhập thất rồi đó. Một ngày sáu thời, phải không? Bốn thời kinh và hai thời học, là mình trú dạ lục thời, ngày đêm sáu thời. Những cái bậc tôn giả trong đời này, nếu mình có cơ hội mình cúng dường, mình nên cúng dường. Vì sao? Vì các bậc đó rất hiếm quý. Chúng ta nên gieo trồng căn lành ở các bậc tôn giả đó. Cúng dường có nhiều cách. Không phải chỉ cúng dường ở vật chất, mà cúng dường cái tâm cung kính của mình cũng được nữa. Ví dụ Pháp Hòa hay chia sẻ với đại chúng là Pháp Hòa qua Canada được ba mươi mấy năm rồi. Kể từ khi rời Việt Nam là chưa bao giờ được có cơ hội trở về. Rất nhiều các bậc tôn đức mà mình muốn được một lần đảnh lễ nhưng không có cơ hội. Bây giờ các ngài lần lượt ra đi hết rồi. Không biết cái ngày mình trở về thì những dĩ nhiên là các bậc không còn. Bây giờ ba mươi mấy năm rồi. Những vị mà mình thường sanh tâm cung kính không còn, không có cơ hội được gặp. Thì mỗi khi Pháp Hòa nghe tin quý ngài viên tịch á,
thì Pháp Hòa hay hướng về quý ngài, đọc miệng mình sướng lên đạo hiệu của quý ngài rồi đảnh lễ ba lễ. Để làm gì? Con xin cúng dường ngài ba lễ. Khi ngài còn sống, con chỉ được học với ngài bằng những cái bản kinh, bằng những quyển sách mà quý ngài viết. Và con chỉ được thấy quý ngài, học ở quý ngài ở cái đạo phong, mà con chưa được một lần diện kiến. Bây giờ quý ngài viên tịch, con xin hướng về quý ngài, con đảnh lễ cúng dường. Vị nào cũng vậy, quen không quen, các ngài có biết mình không? Đâu có. Vì các ngài là những bậc tôn giả, chúng ta cúng dường. Mình cúng dường các bậc tôn giả, cúng để làm gì? Để gieo trồng. Chút xíu nữa mình sẽ nói tới. Có ba căn lành mình nên gieo trồng. Một là Phật, hai là Pháp, ba là Tăng. Ba căn lành mình gieo trồng không bao giờ mất. Đừng lỡ, đừng để mất cơ hội gieo trồng căn lành ở ba ngôi báo Phật, Pháp, Tăng. Vì vậy cho nên mình mới có cái nguyện của ngài Phổ Hiền: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Ai mình cũng cung kính hết, dù là một người thường nhưng chúng ta vẫn cung kính, vì nơi vị đó có một Phật tánh. Lễ kính chư Phật là Phật đó, là Phật tánh đó, chứ không phải là cái tượng Phật, không phải là chỉ là cái tượng Phật, mà tất cả những cái gì chúng ta được gặp trong đời này. Cái gối ngồi thiền cũng là Phật, cái ghế kinh cũng là Phật. Cho nên mình phải tôn trọng, phải giữ gìn, phải trân trọng. Thí dụ như mình, vì vậy mình có cái lệ trước khi ngồi xuống chắp tay xá. Xá chiếc gối này, xá cái tọa cụ bồ đoàn này, và xa hơn nữa là tôi xá cái người nào đã làm cho tôi cái gối này để tôi ngồi. Còn cái chuyện mà tùy theo cái gì tôi thấy tôi xưng tán, tôi không thấy tôi cũng xưng tán được, nhưng mà cung kính là tôi phải cung kính thôi. Hai câu nó rất gần với nhau: xưng tán và ca tụng, đảnh lễ và ca tụng. Bất cứ ai mình cũng đều tôn trọng, nhưng mà có những người mình tai đã nghe việc người đó làm, mắt mình thấy thì mình mới có cơ hội mình tán thán, còn không có mình tán thán được. Thậm chí một cái người đó họ rất là xấu, tán thán tôi họ anh tôi không có, nhưng mà cung kính anh tôi có, gặp anh tôi vẫn chào. Nhưng mà hỏi người khác tới hỏi tôi có biết gì anh không, tôi nói dạ tôi không biết, tôi không quen nhiều, tôi chỉ có biết qua mặt, qua tên vậy thôi. Người đó xấu hay tốt? Dạ thưa tôi không biết, tôi đâu có biết gì anh đâu, tôi tán thán anh. Tôi không biết gì anh thì tôi không tán thán, và tôi cũng không có chà đạp. Đó là cái cách tu. Cái gì tôi biết tôi mới nói. Dạ ai, anh có biết? Dạ, tuần nào tôi cũng gặp. Nhưng mà tôi gặp tôi chỉ chào một cái thôi, chứ tôi không có con rành. Vì vậy chúng nhớ mình cúng dường các bậc tôn giả là cúng như vậy. Có một lần Pháp Hòa đi hành hương lần đầu tiên sang Ngũ Đài Sơn. Trên đường đi thì ghé vô một ngôi chùa, nếu nhớ không có lầm cái tên là chùa Phật Quang. Chùa đó có từ thời nhà Đường, ngày xưa là một đại tùng lâm, trời ơi đất và chùa rất là lớn, rất là đẹp. Bây giờ hoang phế, không có ai coi sóc hết. Phật đường, Phật điện, tăng xá gì hư hoại hết. Thì ở trước chánh điện đó có một cái tháp, thì ở trên lờ mờ mấy cái chữ đạo hiệu của vị hòa thượng mà khai sơn hay là tiếp nối trụ trì gì đó. Bước xuống, đi trên đường không có chương trình ghé, nhưng vì trên đường thấy ngôi chùa cho nên tấp vô. Bước vô cái ngôi chùa mình thương, thiệt là thương, tại vì tâm mình thích đi chùa mà, cho nên thấy chùa là thích, mà nhất là chùa cổ. Vậy mà khi bước tới thấy cái tháp lờ mờ cái tên, cái đạo hiệu của vị đó. Pháp Hòa đâu có biết ngài là ai, chữ đọc không có hết.
Nhưng mà ông bà biết ngài này đã từng ở đây lâu năm mới được chôn cất ở đây. Tự nhiên tâm mình khởi lên: con không biết ngài đã ở đây bao nhiêu năm và ngài đã tịch khi nào, nhưng mà hôm nay con được đến đây, con đảnh lễ ngài. Rồi vừa rồi đi qua bên Hàn Quốc, trên đường từ trên núi đi xuống thì bên mé rừng có một cái vài cái tháp mà của những vị hòa thượng mà bây giờ không còn ai thăm viếng gì nữa hết, cỏ nó mọc hoang, nhưng mà mình đi luồn luồn vô sao thấy. Xá đảnh lễ. Đó là cái cách mà chúng ta trồng sâu căn lành với quý ngài, dù các ngài còn hay các ngài khuất, nhưng mình biết đây là một bậc tôn giả, một bậc tôn túc. Cho nên dầu cúng dường các bậc tôn giả không có, không có lay động, phải giữ cái tâm đó. Ví dụ mình nghe cái vị đó như thế nào, nhưng người ta vẫn còn những đức hạnh khác. Thưa đại chúng, các bậc Bồ Tát các ngài hay thường thị hiện hai việc nha. Một là ngoại hiện Bồ Tát mà phạm nội ẩn gì? Phàm phu. Nhưng mà có những người sao? Ngoại hiện phàm phu mà nội tàng Bồ Tát. Mình đâu có biết được. Chúng ta còn kém cỏi lắm. Nhiều khi thấy vậy mà mình đã phán xa rồi đó. Chứ cúng dường các bậc tôn giả là những bậc đáng cung kính. Thứ tư là trồng sâu căn lành. Đó, như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Trong đời luôn trồng các căn lành. Căn lành là gì? Là mình trồng những cái hạt giống tốt. Hạt giống tốt gieo về muôn lối. Ở trong kinh kinh Bát Nhã với Hoa Nghiêm mà chú giải đó, thì chư tổ có đưa ra những cái căn lành, ví dụ như là căn lành tối thắng, căn lành của tự tánh, căn lành của công đức, căn lành của tịnh giới, căn lành của chủng tánh Bồ Đề. Năm căn lành. Pháp Hòa đã nói cái bài này ở bên San Jose tháng 7 vừa rồi. Quý vị có thể nghe lại cái bài trồng sâu căn lành, đã giải thích về năm cái căn lành này. Chúng ta luôn luôn gieo những cái căn lành nào mà chúng ta có được. Ví dụ ha, mình gặp cái đứa nhỏ nó chắp tay nó chào mình, mình chắp tay mình chào lại, mình gieo cái căn lành vô tâm đứa nhỏ đó. Nó chào mình hoài mà không bao giờ nó thấy mình đáp lại, mai mốt nó không thèm chào nữa. Vậy thì nó trồng căn lành mà mình lại chặt cái căn lành đó, mà mình cũng cắt đứt cái căn lành của mình. Mình đọc lại tiểu sử của Hòa Thượng Trí Tịnh đó, ngài mới kể là ngày xưa ngài đi ra Huế để mà đi học, đi bộ. Ra tới Bình Định đó, thì ghé một cái chùa của một vị ni. Thì vị đó mới vị ni đó mới hỏi Hòa Thượng chứ người tu sao không có cái áo dài để mặc. Lúc đó nghèo đến mức độ là không có tới cái áo dài để mặc. Hòa Thượng nói trong bụng: tôi cũng muốn có lắm chứ, mà có đâu mặc. Thì thôi cũng qua. Nhưng mà sau này á, cái vị đó mới nói: trời ơi, phải biết Hòa Thượng là một bậc cao tăng. Sau này á, thì lúc đó vị đó đã cúng dường cho Hòa Thượng cái áo rồi. Cho nên đời này mình gặp một người tiểu nhỏ mình đâu có biết được. Nhiều khi tiểu này hay chú tiểu này, biết đâu chừng cao tăng trong tương lai sao, mình đâu có biết. Pháp Hòa nhớ hồi đó Hòa Thượng hộ giác tịch. Khi mà ngài viên tịch xong cái trà tì ra cái có xá lợi, thì có một cô Phật tử của nó: trời ơi thầy, bây giờ con biết Hòa Thượng là bậc chân tu, và hồi đó con gặp ngài con có đảnh lễ. Hồi xưa mình gặp được quý ngài mình đích thân đảnh lễ. Nhiều khi, cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta làm được cái gì mà chúng ta nghĩ rằng làm cái đó là để làm gì? Để gieo căn lành cho chúng sanh, chúng ta nên làm. Ví dụ như mấy ngày nay nè, mấy huynh đệ mình ở chùa tụng kinh, dù Phật tử có online không, mình vẫn xưa giờ thời khóa của chúng ta vẫn là bốn thời kinh. Thì bây giờ Pháp Hòa ở nhà, Pháp Hòa có những lớp cho quý vị, thì mình có đóng cửa mình làm thì cũng là sáu thời.
Nhưng mà bây giờ quý vị yêu cầu chúng ta trực tiếp phát sóng trên livestream cho các vị theo dõi. Đó là một hình thức mình trồng sâu, gieo trồng căn lành cho các vị. Mà mình cũng được trồng sâu căn lành, biết làm sao không? Thí dụ thôi, trong đầu mình nghĩ bữa nay có nhiều người người ta tham dự kinh với mình nghe, đứng phải đàng hoàng nghe, chuông phải thỉnh cho ngon lành nghe, mỏ phải thỉnh cho ngon lành nghe. Nhờ mình biết rằng có người đang nhìn mình để người ta học hỏi đó, cái mình cố gắng, thì nhờ cái đó mình trồng được một chút căn lành vững chãi trên cái pháp tướng của mình. Ở trong kinh Đại Bi á, có kể câu chuyện hay lắm. Thì có kể câu chuyện là Phó Hòa, Đức Phật mới nói với Ngài A Nan á, ví dụ có một người lấy một tấm vải cắt ra hàng trăm mảnh vụn, rồi lấy cái miếng vải vụn nhỏ đó đó chấm vào một giọt nước, xong rồi đem một cái miếng đó, một giọt nước, một cái miếng vải chấm giọt nước đó đem tới gửi cho Như Lai, và dặn Như Lai rằng, dặn Phật rằng, Ngài đừng có để cho gió thổi cái giọt nước này nha, Ngài đừng có để cho nắng nó chiếu lên, nó bốc hơi cái giọt nước này nha, Ngài đừng có cho con chim nào tới uống giọt nước này nha, Ngài đừng có cho ai đụng chạm giọt nước này nha, và Ngài không được để giọt nước này dưới đất nha, Ngài phải lấy cái gì đó Ngài hứng, Ngài đựng đó. Như Lai lấy cái miếng vải chấm một giọt nước đó để trong cái lòng của, ở trong cái dòng sông Hằng, nó không tấp vô bờ, nó không trôi ngược về, nó không bị ai làm tổn hại gì, nó đi như vậy, nó trôi như vậy, đi theo dòng. Kể xong Đức Phật nói, giả sử cái người gửi một cái miếng vải một giọt nước đó sống một kiếp, giả sử người đó sống một kiếp, Như Lai cũng sống một kiếp, rồi cái ngày cuối cùng của kiếp đó đó, người đó tới gặp Phật nói, hồi đó con có gửi Ngài cái miếng vải giọt nước đó đó, Ngài hãy đưa cho con, Ngài trả lại cho con. Như Lai vẫn biết chỗ lấy để đưa trở lại. Như Lai là người chúng ta có thể gửi gắm mà không sợ mất. Đức Phật nói xong Ngài mới nói, một cái sợi lông đó, một cái sợi lông chấm nước đó tượng trưng cho tâm thức của chúng ta. Sợi lông đó tâm thức của chúng ta. Cái dòng sông đó tượng trưng cho dòng sông của sinh tử. Một giọt nước chấm đó tượng trưng cho tâm Bồ Đề. Biển cả đó dụ cho chánh Như Lai, chánh biến tri. Cho nên mình gửi ai, mình gửi cái gì, mình sợ mất, gửi Phật không mất. Ví dụ như trong kinh kể tiền kiếp của Đức Phật đó, là một cái người khi mà cái người bán hoa, nhớ không? Rồi cái người đó mới mua hoa cúng dường cho Phật Nhiên Đăng. Phật Nhiên Đăng thọ nhận cái hoa đó và thọ ký sau này sẽ thành Phật. Đó là gieo trồng căn lành với cổ Phật. Có một đứa nhỏ đang ngồi nắng những cục đất, nắng đền đài lầu cát, đài rồi cung điện bằng cát, bằng đất. Thấy Đức Phật đi ngang, đứa nhỏ đó cầm cái cát đó, bị gì nó đang cầm trên tay, giống như là cái trái cây vậy đó, tới nó cúng dường. Đức Phật nói nhận đi, thì đứa nhỏ này sau này sẽ là một ông vua. Đó là tiền thân của ông vua A Dục. Thì những câu chuyện đó để biểu tượng rằng chúng ta gieo trồng căn lành dù một lần. Hôm nay á, Pháp Hòa đề nghị đại chúng là bây giờ mình không đi chùa được, mình không tham dự khóa tu được, mình theo dõi mấy thời kinh mấy ngày nay rồi, thì trong 3 ngày tới này mình ăn chay đi.
mình khuyến khích người nhà mình ăn chay, có thể người nhà mình chưa bao giờ ăn, nhưng lần này cả nhà, cả thế giới đang gặp nạn, chúng ta hãy cùng phát tâm ăn chay. Mình ở nhà mình nấu ăn cho những người thân mình chưa quen ăn chay, đây là cơ hội mình gieo trồng căn lành. Ví dụ mình mở pháp mình nghe, hồi đó cái vị đó ông thích là lấy áo đề xe đi shopping rồi, giờ ông đi đâu được hết á, lẩn quẩn trong nhà có thể lọt một hai chữ vô tai. Cho nên nhất nhất điều là mình gieo trồng căn lành. Thậm chí ban đêm mình ngủ, mình mở máy niệm Phật mình nghe, đừng có sợ, không có gì tội lỗi hết á. Nó nằm nghe niệm Phật có sao không? Không sao hết. Mình nghe niệm Phật để làm cho tinh thần mình êm dịu, mình đi vào giấc ngủ cũng tốt. Mà lỡ vô thường nó tới, nó dẫn mình đi, cũng có tiếng niệm Phật. Còn nếu mình mở những cái bản nhạc, ví dụ mình vừa đi ở trong đó, nó vừa hát tới cái bài Anh ơi anh đâu rồi, làm sao ta có đôi, là lúc đó mình bị chi phối. Cho nên mình mở băng niệm Phật nghe, mình mở máy tụng kinh nghe, không có gì tội lỗi hết, dù mình có nằm mình nghe. Giờ nào mình hành trì, thời khóa mình hành trì là thời khóa hành trì. Còn những lúc mình làm việc, mình có nằm nghỉ, mình mở kinh mình nghe cũng không sao. Nghe kinh để nó làm cho mình thâm nhập được bao nhiêu mình thâm nhập, và thậm chí lời kinh nó làm cho tinh thần mình thoải mái. Mà Pháp Hòa hồi nào giờ mở băng niệm Phật hay suy nghĩ vậy, kệ mình mở máy niệm Phật, lỡ mình có chết trong phòng có không ai hộ niệm, có tiếng niệm Phật này hộ niệm cho mình, có sao đâu. Cho nên trong đời luôn trồng căn lành. Hôm rồi đọc kinh Đại Bi tới cái phẩm căn lành, đọc cái ví dụ đó Phật đưa rất là hay mà vui. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại xả bỏ, đó là bốn loại không xả bỏ. Bốn loại không xả bỏ là gì? Một là không bỏ tâm Bồ Đề, hai là không xả bỏ chánh pháp, ba là không xả bỏ chúng sanh, bốn là không xả bỏ việc cầu thiện pháp. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ. Mình nghe này hoài. Tâm Bồ Đề có ba đặc tính. Nếu mình muốn biết mình có tâm Bồ Đề hay không thì mình có ba đặc tính để mình kiểm chứng tâm Bồ Đề. Một là trực tâm. Trực tâm là gì? Là tâm chánh niệm, tâm mình thẳng hướng đến một đường mình đi, không có lay động. Đó là trực tâm. Ví dụ con phát nguyện đi tu, đi xuất gia, đó là tâm Bồ Đề gì? Khi mình phát tâm đi tu là tâm Bồ Đề rồi. Nhưng mà trong cái tâm Bồ Đề này, nó có cái đặc tính của trực tâm không? Nghĩa là tâm thẳng đường mà đi không? Vô chùa người ta khen thì làm chết bỏ, ta chê cái cuốn gói đi, giận bỏ chùa, bỏ bạn, bỏ huynh, bỏ tu. Vậy sao gọi là trực tâm? Tâm mình không có chí, không có... Cái chữ trong Phật Pháp mình hay dùng là cái thú hướng, tức là mình phải hướng đến cái chỗ đó. Cho nên khi mình phát tâm mình tu là mình, khi mình phát tâm Bồ Đề là mình phải có được cái trực tâm để làm gì? Thẳng một đường mà đi thôi, không có lung lay. Ví dụ như bây giờ mình đến với Phật Pháp, mình nói tôi đến với Phật Pháp bằng cái tâm Bồ Đề, bằng cái tâm chân chánh, nhưng mà mình có trực tâm không? Hay là mình thấy cái vị nào đó người ta làm cái gì sai là mình bỏ đạo, mình bỏ tu. Ai làm gì sai đó là chuyện của người ta, chứ còn con đường mình đi nó đâu có gì đâu. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ người ta lấy nước sơn, người ta lấy đồ dơ, người ta đổ lên cái đường này, đâu có lỗi của cái đường. Cái đường đó vẫn là con đường đó. Cái quan trọng là chúng ta có thấy rõ những vết nhơ để chúng ta tránh nó không, chứ không phải vì cái vết nhơ đó rồi chúng ta lui. Người có được cái tâm thẳng đó gọi là có được trực tâm. Mà có được trực tâm thì tâm Bồ Đề không có xả bỏ.
Ở trong kinh Di Ma Cật nói á, trực tâm là đạo tràng. Trực tâm là gì? Cái trực tâm này không phải là cái tâm thẳng thắn. Ví dụ người ta thấy người ta sẽ, ê bữa nay làm gì xấu quắc vậy? Cái đó không phải trực tâm mà. Mình nói cái mình hay nói tôi thẳng thắn, nói thiệt vậy là không, cái đó không phải. Cái đó trực tâm theo cái thế gian, chứ không phải là trực tâm ở cái mặt nội cái mặt gọi là nội tâm tu tập. Nội tâm tu tập là chúng ta giữ thẳng. Ví dụ như gặp khó khăn mình vẫn tu, gặp lúc mà không khó khăn, đầy đủ những thuận lợi mình cũng tu. Hoàn cảnh nào mình cũng tu. Được học nhiều mình cũng tu, được học ít mình cũng tu. Thầy có quan tâm mình cũng tu, thầy không quan tâm mình cũng tu. Tại vì mình có cái trực tâm của mình là con muốn tu. Nhờ có cái trực tâm đó cho nên mình không có lui sụp. Mình không có dễ chán, mình không có dễ nản, mình không có dễ buồn, mình không có dễ bỏ cuộc. Mình làm muốn chết mà sao không ai nhận ra cái việc mình làm để mà khen mình tiếng cho mình đỡ mệt coi. Mà hễ có người khen tức là sẽ có chê. Còn thà đừng khen đừng chê gì thì bình thường. Cái tâm mình nó dễ hơn. Tại khổ lắm, mình được nghe một lần khen rồi mà mai mốt không khen nữa, cái là bắt đầu mình đòi hỏi, mình kiếm, tìm. Cho nên có cái trực tâm đó, là đó là một đặc tính của tâm Bồ Đề. Cái thứ hai là thâm tâm. Chữ thâm tâm là gì? Là cái tâm thường thích tạo những việc lành, dù lớn dù nhỏ, không bỏ, không có bỏ. Thí dụ bữa nay trên chánh điện thiếu người xếp kinh, Quynh lên xếp kinh được không? Thôi đi, trời ơi, ba cái chuyện lặt vặt nó kêu người khác được rồi, mắc chi tới tôi. Đợi. Thâm tâm là gì? Là cái tâm không bao giờ buông bỏ dù một chút công đức nhỏ. Nhiều khi cái lớn ai cũng dành cái nhỏ không ai để mình sao? Chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện gì mà làm lợi lạc cho mọi người mình không có bỏ. Thâm tâm. Mấy ngày nay quý vị thấy cái danh sách cầu siêu cầu an người ta gửi không? Toàn là quý Phật tử, người thân mất không có làm đám được. Rồi liên lạc gửi cho mình để mình cầu nguyện giùm. Có biết ai đâu, phone tới nhờ thì mình làm, email tới thì mình nhận, thí dụ vậy. Không cần phải biết vị đó là ai. Cúng dường hay không cúng dường không có. Bây giờ mình tụng kinh, thời kinh nào mình cũng có cầu nguyện. Thôi thì các vị nhờ mình ghi tên mình vô, cầu nguyện cho người ta. Cho nên tất cả những việc gì chúng ta làm, không có một cái tạp niệm nào xen vào, không từ bỏ công đức lành mà không có tạp niệm nào xen vào. Thí dụ như mình lên mình sắp kinh nhưng mình bực, bao nhiêu người không kêu, cái gì cũng tôi, chuyện lớn cũng tôi, chuyện nhỏ cũng tôi. Mình làm vậy cái mình khởi cái tâm vậy thì thành thử ra cái chuyện lớn, chuyện nhỏ là xếp kinh mình gọi là chuyện nhỏ, mà mình bực nó thành chuyện lớn rồi. Mình biết nó là chuyện nhỏ là tại sao mình bực, mà mình bực nghĩa là mình để cái sân nó trùm cái việc nhỏ đó. Thành thử ra rốt cuộc việc làm thì nhỏ mà mình tâm không nhỏ. Tâm không nhỏ thì việc làm, tâm không đơn sơ như việc làm. Mà tâm mình bực bội, mình câu có, mình nói này nói kia. Thành thử ra việc nhỏ mà tâm mình sân quá to, mất hết. Hay là Bồ Đề tâm nó không nuôi dưỡng được. Có nhiều khi mình sùng bố lên, mình nói cái chuyện nhỏ gì mà cũng kêu tôi nữa. Đã biết chuyện nhỏ tại sao mình giận? Tại sao mình trợn mắt? Tại sao mình lại phải la làng lên? Thành thử ra rốt cuộc chuyện nhỏ mà mình, tâm mình chưa vững cái thâm tâm cho nên thành ra cái việc lớn. Thế này thì mình mất đi cái đặc tính thứ hai của tâm Bồ Đề. Ở trong thiền sử có kể có thiền sư Thạch Cùng. Trước khi Ngài đi tu, Ngài là một thợ săn đi bắn ngỗng.
Có một hôm ông đi với ngài Mã Tổ á, thì Mã Tổ mới hỏi trước kia ông làm thợ săn á, ngài ông bắn được mấy con? Thì ngài mới nói dạ mỗi mũi tên bắn được một con. Ngài Thích Cùng trả lời ngài Mã Tổ mỗi mũi tên bắn được một con. Thì ông ngài thì ngài Thạch Cùng mới hỏi lại ngài Mã Tổ, vậy chứ hòa thượng nếu mà bắn được lần mấy con? Hòa thượng nó ta bắn nguyên bầy. Nghĩa là sao biết không? Cái đó là thiền thoại, cái đối thoại của các thiền sư. Mình nghe mình đừng có dính mắc ở chỗ bắn con này với con kia, mà cái đó toàn là những cái câu mà các ngài nói với nhau không đó. Cái chỗ mà bắn được cái con đó là gì? Một ngày ngày tạo bao nhiêu cái phước thì ngày kia mới nói là, thí dụ như mình ấy, sân khởi lên bắn con, si khởi lên bắn con là bắn từng con. Nghĩa là mình phải quất dữ lắm. Còn đối với Mã Tổ là ở cái chỗ cao rồi, ngài không lay động, cho nên mũi tên ngài một lần bắn, nghĩa là một lần chánh niệm của ngài thôi là tất cả các cái con kia nó làm sao? Nó lắng hết. Ví dụ như mình vừa nổi sân với bà Hai dưới lầu, cái mình phải vuốt. Vuốt xong cái nó thôi bỏ dưới lầu, đi lên lầu cái mình gặp bà Năm, cái mình giận tiếp, cái mình phải vuốt tiếp, cho mình cực lắm. Cái đó cũng có câu, cái đó cũng tu đó, nhưng mà những cái bậc mà người ta thượng thừa hết á, ở dưới lầu, ở trên này ai làm cái gì tâm tôi vẫn biết. Cái chỗ đó là một lần bắn nguyên con, nguyên bầy đó. Là tại sao? Một cái tiếng hét lên thì tất cả các cái kia nó lắng xuống. Nói nôm na là người có chánh niệm thì không có con gì nó khởi lên được. Cái đó là cái thâm tâm. Trực tâm là mình phải chí cái tâm mình đi tới chỗ mình muốn đi. Cực khổ cũng được, sung túc cũng được, người ai như thế nào cũng được, nhưng mà ở nơi con đường này chúng ta tìm được cái lối đi. Cái thứ ba là gì? Đại bi tâm. Người nào mà có được cái tâm đại bi, có cái tình thương lớn thì mình biết mình chưa mất tâm Bồ Đề. Tại sao lúc trước mình chưa có gì nha, mình thương nhau quá vậy? Rồi giờ mình có vấn đề với nhau, cái là mình không muốn nhìn nhau, mình không muốn nói với nhau, là mình biết cái tâm, cái tình, cái tâm thương của mình nó bị lung lay rồi. Mà giờ huynh đệ mình còn chưa được thương nữa thì sao mình thương ai? Mình thương chúng sanh gọi là đi đâu? Cho nên khi cái tâm, cái tình thương đó nó giảm, hoặc là thậm chí tu mà tối ngày mở miệng, thằng đó thấy ghét lắm, nhỏ kia thấy ghét lắm, không ai nói gì mình hết. Nhưng mà nếu tối nào mình ngồi mình suy nghĩ là, ủa sao hôm nay tôi ghét nhiều vậy ta? Hay là mình nó mở miệng ra là như không thấy ai xung quanh mình thương hết đó, là mình biết rồi đó. Mình biết là cái tâm Bồ Đề của mình đó, nó bị lung lay rồi đó. Cho nên Pháp Hòa hay thưa với đại chúng, cái người tu của chúng ta có thể không có gì hết, nhưng không thể không có tâm Bồ Đề, không thể không có lòng từ bi. Tại vì sao? Tại vì lòng từ bi mà còn thì mình biết rằng Phật đạo mình còn. Vì đạo Phật, bản chất của đạo Phật là từ bi, trí tuệ. Bản chất của đạo Phật là từ bi. Mà mình không có lòng từ bi thì mình thiếu, mình biết rằng cho dù mình có theo đạo Phật đi nữa thì cái thực chất của đạo Phật trong ta nó không có được. Không có được dày, không có được nhiều. Và chính vì vậy cho nên chúng ta rất là dễ bị thối tâm, lui sụp. Ngoài ra đối với Ngài Thật Hiền thì Ngài còn dạy chúng ta là kiểm lại, coi mình phát cái tâm đó bằng tà hay chánh, chơn hay ngụy, đại hay tiểu, thiên hay viên, trong cái phát tác phẩm phát Bồ Đề Tâm Văn của Ngài đó. Nhưng mà ở đây á, để không xả bỏ tâm Bồ Đề, chúng ta ráng giữ ba tâm: thâm tâm, trực tâm và đại bi tâm. Đó là ba cái chất liệu, để ba cái đặc tính của tâm Bồ Đề. Ví dụ như mình nói là từ bi,
hiểu đơn giản là tình thương. Nhưng thể hiện bằng cách nào? Làm sao ta nhận ra tâm từ bi? Thứ hai là gì? Không xa bỏ chánh pháp. Đại chúng nhớ nha, pháp là phải chánh pháp. Cho nên nếu nói cho đúng là con về nương tựa chánh pháp, thì mình nói gọn là nói pháp. Là pháp là gì? Là lẽ thật, là chân lý, là con đường. Mà con đường này phải là con đường của lẽ thật, con đường của chân lý. Chứ thế gian này nhiều pháp lắm, thế gian này nhiều đường lắm. Mình đi không đúng đường thì sẽ không tới đúng chỗ. Hoặc là mình muốn làm cái đó mà người ta chỉ mình trật cái cách, trật cái phương pháp, thì chúng ta cũng không thành được cái đó. Cho nên á, cái bước đầu sơ tâm học Phật rất là quan trọng. Mới đây có một em 20 mấy tuổi gửi cho Phú Hòa một cái thư. Em mới kể là em đi tu, nhưng mà rồi ở trong cái đường tu không có hạnh phúc, cho nên em mới đi ra ngoài tự mua đất đai, tự làm cái am, cái thất gì cho mình. Rồi bây giờ bị người ta lường gạt làm sao lung tung hết. Thì em mới viết cho Hòa cái thư là xin thầy hãy cho con một cái con mất niềm tin ở người tu. Nhưng khi con nhìn qua những cái, con được nghe những bài pháp của thầy, thì con có cảm nhận rằng con có thể chia sẻ được với thầy. Thì em có viết cho Hòa cái thư. Thì Phó Hòa có chia sẻ với em là bây giờ con chỉ có hai đường chọn. Một là con ở ngoài đời, con đi làm, con kiếm sống, rồi con có thể làm một Phật tử hộ đạo chân chánh. Còn nếu con còn muốn tu thì con không thể nào lập am lập thất như thế được. Vì sao? Vì con còn quá non, còn quá trẻ để mà tự mình ra lập một cái chùa, một cái am, dù là một cái thất. Cho dù là tự tu không cần ai tới cũng không được, biết gì đâu tu. Mà tu như vậy á, càng ngày càng bít lối, mất đường, chứ còn không có được gì hết. Còn nếu con muốn tu không, con phải đi tìm tới những ngôi chùa, những đạo tràng, con tìm, con chọn cho mình một vị thầy, một cái nơi chốn, rồi con nương vào đó để cái vị đó hướng dẫn cho con trên đường tu. Ở trong luật dạy nè, một người mới xuất gia trong 5 năm đầu không được rời thầy. Rồi sau khi thọ tỳ kheo rồi, 5 năm của thọ tỳ kheo đó cũng chưa được rời thầy. Thế thì chúng ta ở với thầy bao lâu? Ít nhất phải 10 năm. Để làm gì? Mình như con chim mới vừa sanh vậy đó, làm sao mà vỗ cánh mà tung bay được, phải không? Ở trong gia đình Phật tử nó có một cái bậc cho các em á, con chim quanh vũ á, mới vừa nứt trứng ra gọi là sơ sanh, rồi từ từ mắt con chim nó mở, kêu là bậc mở mắt, rồi từ từ cái cánh nó mềm rồi mới nó tung bay. Trong gia đình Phật tử, các em trong quanh vũ nó có 4 cái bậc như vậy. Trong tuy rằng trong cái đoàn quanh vũ đó là cái đoàn cho các em nhỏ, nhưng cái bậc học Phật pháp của các em phải là đi qua mấy bậc như vậy. Chim non, rồi sơ sanh, rồi mở mắt, rồi cánh mềm, rồi mới tung bay, rồi mới được lên ngành thiếu. Ngành thiếu tức là lên thanh thiếu niên rồi đó. Còn các em nào mà 6, 7 tuổi trở lên mà gia nhập gia đình Phật tử thì nó phải đi vào cái đoàn gọi là đoàn quanh vũ. Thì cái người tu với mình cũng thế. Thậm chí mình ham mặc những cái y nhiều điều, không ai nói gì mình đâu.
Mình muốn đổi mão hiệp trưởng không ai nói nữa, nhưng mà để làm gì? Cái đó nó chẳng qua là nó không giúp cho mình nghiêm mật trên đường tu, mà không khéo nó còn làm cho mình bị lui sụp, tăng cái tâm cao ngạo. Cho nên người sa di câu đầu tiên phải học là ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu phương nải thính giáo tham thiền, năm hạ về trước rồng chuyên giới luật, năm hạ về sau mới được nghe pháp tham thiền. Dĩ nhiên là nghe pháp là mình phải nghe là, nhưng mà không phải những giáo lý cao xa như là Bát Nhã, như Niết Bàn, mà phải nghe những cái điều rất là căn bản. Thậm chí mình vô mình học quay nghĩ, trời ơi cái này má con ở nhà có dạy nè, má con dạy nhà ăn có nồi ngồi cái hướng là má con dạy, nhưng mà má con dạy theo thế gian mà không có cái chi tiết. Và khi con học, nhiều khi má chỉ dạy mà chưa có cái đạo lý nó lồng ở bên trong. Nhưng khi mình vô học Phật, mình học oai nghi, nó có cái ở bên trong của cái việc đó nữa. Cái đạo lý nó thâm sâu lắm. Ví dụ như hồi nhỏ má mình cũng dạy thắp cây nhang, nhưng mà mình xá xá mình chọt cây nhang vô thôi chứ đâu biết nhang là gì. Nhà vô chùa phải học lại, học cách cầm cái hương và ý nghĩa của cây hương. Cho nên mình vẫn thắp cây hương khác với ở nhà mình thắp lắm. Cái hành động thắp hương nó vẫn có, nhưng cây hương mình thắp là chọt. Và thậm chí mình nói thắp một cây hương lên cho nó ấm nhà ấm cửa. Hoặc là người ta nói, hỏi Việt Nam ta hay thỉnh cái chuông gì, ta để lên bàn thờ lắm. Biết chi không? Tối thắp nhang ta kêu gõ 3 tiếng cho Phật hay, cho ở trển biết để mở cửa, ở trên thiên đường biết mở cửa cho mình dâng hương lên. Cái quan niệm đó là quan niệm của người thế gian, cũng không tội lỗi gì, nhưng mà cái đó là cái quan niệm của thế gian. Khi chúng ta đi vào trong chùa rồi, chúng ta phải học cầm cái dùi trở lại, học cái ý nghĩa của cái chuông, và học cái cách thỉnh chuông. Mà thậm chí cũng là cái chuông gia trì, nhưng mình phải coi coi cái kích cỡ của nó cỡ nào, mà tiếng chuông mình thỉnh như thế nào, chứ không phải dện vô cho có cái tiếng là xong đâu. Mình thỉnh vô cái tiếng cũng được vậy, phát ra cái tiếng, nhưng cái tiếng chuông đó nó chuyên chở được cái gì. Cũng như mình tụng kinh, đâu phải mình tụng cái là được. Cái tâm của mình có trong lời kinh hay không, nó sẽ đi ra bằng cái âm điệu từ cái tâm đó. Mình tụng kinh chưa có lòng, chưa có tâm, cái tiếng mình nó chưa có chuyên chở, người nghe người ta chưa có cảm, tại mình chưa truyền lấy gì người ta cảm. Đâu phải ca sĩ nào cũng đứng lên sân khấu hát là ta vỗ tay đâu. Ta vỗ tay nếu có, một là cổ vũ, hai là gì? Anh hát đúng tông vậy thôi, nhưng mà cái nội dung anh chưa chuyên chở được bài hát. Thậm chí có nhiều người ta nói bài đó là bài ruột của ca sĩ đó đó, ca sĩ có đó hát lên cái bài đó mới có hồn. Tại sao? Tại vì người đó đã thổi hồn của họ vào trong từng cái lời hát đó. Chúng ta có thổi hồn mình vào trong từng cái lời kinh chúng ta tụng không? Thí dụ mình chỉ nội cái bài, mình ngân cái bài sám hối thôi, bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm. Hay là mình ngân cái bài con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, mình có thấy được mình ở trong mỗi cái lời đó không? Con đã từng gây ra lầm lỡ khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và si mê. Cái câu đó nguyên văn nó nặng lắm à, đam mê, hờn giận và ngu si. Phải qua sửa chữ lại một chút, sám hối để làm chi biết không? Để mình tụng mình cả, mình tụng mà người khác ta nghe, trời ông thầy này ông bữa nay ông dũa tôi, ông nói tôi ngu si, không dám. Mình xin phép mình chỉnh cái chữ, mình rút cái chữ đó, tại mình đọc cho người ta nghe, mình sợ người ta hiểu lầm mình, mắng người ta ngu si. Sửa lại, thay vì nói đam mê, tham lam thôi. Thật sự cái chữ đam mê nó mới đúng nghĩa đó. Dính vô đó rồi mê vô đó kêu là đam mê. Đam mê,
hờn giận và ngu si. Ngu si là một hình thức của mê lầm. Ngu nghĩa là không thấy rõ chân lý. Chứ cái ngu nó không nghĩa theo tiếng Việt là gì? Ngu đần, ngu độn, không biết gì. Chữ ngu trong chữ Hán, trong Phật học là không thấy rõ chân lý gọi là ngu. Cho nên kinh hiền ngu. Trong đời này có những kẻ hiền, có những người ngu. Mình gạt người ta, mình tưởng mình thông minh mà thiệt là người ngu. Là tại vì tạo nghiệp mà không biết. Mình chửi trên đầu, trên cổ người ta, ta nín. Mình tưởng mình hay lắm, thấy không? Đâu dám nói với tôi. Tôi nói trên đầu, trên cổ nó mà nó không biết á. Mình tưởng mình là thông minh mà thiệt sự mình là kẻ ngu. Nếu chứ cái nhìn của người có trí tuệ. Vì sao? Anh đang tạo nghiệp mà nó không biết. Cái người mà người ta nín, ta không nói, không phải người ta dạy, người ta thua lý. Nhưng mà người ta đang tu, người ta nhẫn. Và chậm chí người ta biết anh nói bậy, ta không cần chỉnh. Anh nói sai, ta không cần phải nói. Cho nên chánh pháp là cái chân lý, là cái lẽ thật. Ở trong kinh đó, Phật có đưa ra 7 cái điều nói về chánh pháp. Thứ nhất là thiện thuyết. Thiện thuyết là sao? Khéo nói, khéo làm cho người khác, người ta cảm nhận được. Ví dụ như một thầy đó, thầy đi khất thực một mình, thầy về thầy ăn cơm mình, thầy tụng kinh mình, thầy ở mình vậy đó. Cái thầy nói thầy là người biết sống một mình. Các vị tỳ kheo lên thưa với Phật. Phật không có quở liền nghe. Phật nói các thầy mời thầy tỳ kheo đó tới đây. Thì các thầy mời thầy đó tới, nói này, tôi có nghe các thầy báo cáo với tôi rằng thầy thường đi khất thực một mình, ăn cơm một mình, ngồi thiền một mình, tụng kinh một mình, kinh hành một mình, vân vân, có đúng không? Và thầy gọi như vậy là người biết sống một mình phải không? Thầy kia nói dạ, đúng như vậy. Phật nói tiếp, tôi không có nói thầy không có đúng, nhưng tôi có một cái pháp hay hơn nữa mà để được gọi là người biết sống một mình. Người đó như thế nào? Đừng tìm về quá khứ, đừng suy nghĩ, đừng lo lắng tương lai. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại thực chứng chính ở đây. Người nào biết sống không qua, không có sống với quá khứ, không vọng tưởng tương lai, cũng không đắm chìm trong hiện tại, thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Thế thì Phật đâu có la thầy đó phải không? Phật nói Phật khéo, khéo thiện thuyết mà, nói cái pháp hay hơn. Để cho cái vị đó đừng lầm rằng mình ở một mình kêu là một mình. Nhưng mà thật sự ví dụ đi, có những vị mấy ngày nay nè, hồi nào giờ ở mình, nhưng mà thật sự các vị đó là trời ơi, lo khổ của quá, khổ quá khứ, khổ tương lai. Hiện tại thì không, cũng cũng để nó mất luôn. Đó. Hỏi bác đang ở với, ở một mình. Nhưng mà thật sự đâu có một mình đâu. Tại vì nghĩ quá khứ, lo tương lai, quên lãng cái hiện tại. Hoặc là đắm chìm. Thí dụ như bây giờ ha, mình đang là người giàu có. Đừng có đắm sai với cái hiện tại chúng ta giàu. Tại vì sao? Tất cả pháp đều là tạm, là vô thường. Cái giàu nó cũng tạm thôi nha. Cái nghèo nó cũng tạm thôi. Mà có nhiều khi giàu nghèo bình đẳng giống nhau. Mấy ngày nay là có tiền có chứ không được đi đâu chơi hết. Và mấy đứa nó làm câu rất là hay, phải không? Mình thì đang rảnh, mình thì đang gọi gì? Nó kêu là cái gì? Xăng đang rẻ hả? Xăng đang rẻ mà xe đang rảnh mà mình không được đi chơi. Hôm nay các vị không có đi, có nhiều vị mất
ở bệnh viện, bên Mỹ, ở các nơi gọi qua chùa nhờ Pháp Hòa khai thị cho các vị mất ở trên phone, tại vì các vị không mời được ai ở vùng đó hết. Mà Pháp Hòa hay nhắc cô hay bác hay chú gì phải nhớ rằng cõi đời này là cõi tạm, thì tất cả những cái gì nó nằm trong cái cõi tạm này cũng là tạm hết. Ví dụ như tình cảm, chức quyền, tiền của, tạm hết. Vì bản chất của cả cái thế giới, cả cái cuộc đời này là tạm mà, thì những gì chúng ta ứng xử trong cõi tạm này cũng là tạm thôi. Chứ cõi này cõi tạm thì sao những cái khác nó thiệt được, nó mãi mãi được. Cả cuộc đời mình là tạm thì gặp nhau cũng là tạm thôi. Buồn vui cũng là tạm, được mất cũng là tạm, giận ghét cũng là tạm. Cho nên có một vị thiền sư đang ngồi, ông Quang ông tới xa. Thiền sư hỏi: ông thấy gì ngoài áo mão cân đai? Ông thấy gì ngoài áo mão cân đai? Thì ông Quang đáp bằng một bài kệ: gió lùa khung cửa vắng, nghe gió thoảng bên ngoài, im nghe trời đất chuyển, trăm năm chỉ một ngày. Chỉ cần chúng ta lắng xuống, chúng ta nghe tất cả những chuyển biến của cuộc đời này, im nghe trời đất chuyển, trăm năm cũng một ngày. Nhạc sĩ Việt Nam mình cũng có ông cũng tương đồng cái ý đó. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Cho trăm năm vào hết một ngày vậy đó. Cho nên ngày nào mà chúng ta không xả bỏ chánh pháp thì ngày đó chúng ta vẫn còn sống trong pháp. Vì pháp là gì? Là chân lý, là lẽ thật. Vậy thì cái đặc tính thứ nhất của chánh pháp là gì? Là thiện thuyết. Mình nói cái gì mà mình nói khéo để cho người ta chuyển hóa được người ta là chánh pháp hết. Dù lời nói đó rất đời, nhưng cái tâm mình không đời, tâm mình rất đạo, tâm mình có từ bi, mình nói cho người ta, thì cái lời nói đó nó là cái lời khai thị. Thứ hai là đến để mà thấy. Pháp mình không có thể nghe được đâu, mình phải thực hiện. Mình phải tới mình mới thấy được cái mầu nhiệm của pháp. Thí dụ như mình nghe người ta nói, mình nghe người ta nói cà ri mà mình chưa bao giờ ăn cà ri, thì mình chỉ biết được tên cà ri, màu sắc của cà ri, mà thật sự là mình nói được hết cà ri mà mình chưa bao giờ nếm được thực chất của cà ri. Cho nên cái đặc điểm thứ hai của pháp là hiện chứng. Ngay trong đời này mình chứng được cái đó. Mình không tu thôi, mình có tu là trí nó sáng, tuệ nó sinh. Còn mình không tu thì trí nó cũng sáng mà tệ nó sanh. Chứ không phải tuệ, tệ. Càng biết thì sanh tệ chứ không có làm được gì. Thứ ba là gì? Là vượt thoát thời gian. Đúng không? Hơn 2000 năm rồi giáo pháp này vẫn vượt thoát thời gian. Thời gian nào giáo pháp này cũng ứng được hết, cũng đáp ứng được hết. Lúc thịnh cũng được, lúc suy cũng được. Tại vì chân lý đã nói rất rõ là nhậm vận thịnh suy vô bố úy. Thấy cuộc đời thịnh suy đừng có sợ. Tại vì thịnh suy như lộ thảo đầu phô, như những giọt sương rơi ở trên đầu cành cây thôi. Bản chất là khổ thì nghèo cũng khổ, giàu cũng khổ. Có nhiều khi người ta nghèo mà người ta khỏe hơn mình, ta không lo gì hết. Còn mình giàu bắt đầu mình lo. Thí dụ như giờ người nào mà không có cơ sở làm ăn, là không có cơ sở gì là sẽ khỏe hơn những người có cơ sở. Ví dụ vậy.
Cho nên chân lý vượt thoát thời gian, vì bất cứ thời nào đạo Phật cũng đáp ứng, cũng ứng dụng một cách rất là uyển chuyển, rất là linh động. Vì sao? Vì chúng ta biết ứng pháp, biết dụng pháp, chứ không biến giáo pháp thành một cái chất cứng nhắc mà chúng ta không uyển chuyển được. Thứ năm, thứ tư là giận đến để mà thấy, đến mới thấy được. Mình nghe người ta nói không chưa được. Ví dụ người ta tưởng đâu là Tây Thiên, Trúc Lâm là thiên đường, tới hồi qua thất vọng quá trời, không có thiên đường gì hết trơn. Đúng rồi, tại anh vọng tưởng nó là thiên đường chứ, nó cũng chỉ là một cõi phàm phu bình thường. Và những người đó tới đây, người ta tu cũng phàm phu bình thường vậy. Mình đang là những người chuyển cái chất phàm thành chất thánh, chứ mình chưa phải là thánh. Thứ năm là dẫn đạo đi lên. Thứ sáu là tự mình có thể hiểu, tự mình có thể giác tri. Thứ bảy là đạt tới cái lạc hiện tại, tự mình giác tri. Tự mỗi người học được cái pháp rồi tự giác ngộ. Không xả bỏ chánh pháp. Cho nên mình khi mình đảnh lễ, nó nhất tâm kính lễ tất cả chánh pháp trong ba đời mười phương. Đời nào cũng có chánh pháp hết á. Nhưng mà cái chánh pháp đó nó sẽ được thể hiện bằng mọi hình thức mà nó phù hợp với hiện đời. Ví dụ như hồi xưa các thầy tỳ kheo không có xe. Bây giờ phần lớn các thầy có xe. Nhưng mà cái xe đó để làm gì? Chúng ta làm gì? Thì chiếc xe đó không thể được, mình không có thể nhìn là thầy đó không có tu, muốn trái lời Phật. Đâu phải vậy. Chánh pháp vượt thoát thời gian, thời buổi người ta nói như vậy, mình không nói như vậy là không được. Cho nên á, chúng sanh thuyết ngu, Phật thuyết ngu. Chúng sanh thuyết mã, Phật thuyết mã. Thế gian này ta gọi con đó là con bò, con trâu, thì Phật cũng sẽ gọi con đó là con bò, con trâu. Thế gian người ta gọi đó là con ngựa, thì Phật cũng sẽ gọi con đó là con ngựa. Còn mình biết chân lý rằng nó không ngựa không bò gì hết á, nó không ngựa không trâu gì hết á, tại cái tướng nó như vậy, thế gian ta đặt cho nó cái tên vậy thôi, chứ tự xưng nó có tự xưng nó là gì đâu. Mình biết vậy tại sao mình phải cãi? Phật đến cõi đời này, chúng sanh người ta sinh hoạt, ta sống sao, Phật đi theo cái dòng sinh sống của chúng sanh mà Phật chuyển người ta. Ví dụ như người ta muốn có gia đình, người ta có vợ có chồng gì đó, là cái đời sống thế gian. Phật pháp cũng sẽ trang rãi tới những người đó bằng cách là hướng dẫn cho họ sống một đời sống vợ chồng có đạo lý, có chân chánh. Chánh pháp là phải vậy. Chánh pháp là phải vượt thời gian, phải hiện thuyết, phải nói cho thật, chứ không nói những cái gọi là diễn dông, xa vời. Đó là đặc tính của chánh pháp. Thứ ba là không xả bỏ chúng sanh. Tại sao? Thì chúng sanh là đều nương nhau sống mà. Mà hãy ngày nào còn chúng sanh thì ngày đó còn tham sân si. Chỗ nào có chúng sanh là chỗ đó có tham sân si. Dù chúng sanh nó trốn vô chùa rồi, cạo cái đầu rồi, mặc cái cà sa rồi, nhưng vẫn là chúng sanh. Tham sân si ở nơi chúng sanh đó vẫn còn. Chúng sanh đó còn đang chuyển chứ chưa thật hết, chưa chuyển hết đâu. Mà nếu mình rời bỏ họ một cái, họ lung lay liền. Đừng có thấy họ mặc cái áo đó rồi mình buông tay, họ chưa có quen. Mình nói ví dụ, cái ông dạy lái xe đó, ông cho mình lái á, nhưng mà cái chỗ ngồi của ông nó có cái gì? Nó có cái thắng. Mình mà lái lạng quạng, mình quẹo một cái là ông thắng liền. Tuy ông thả ra cho mình lái đó, ông kêu quẹo đi,
đổi đèn đi, làm hết đi, nhưng mà chân ổng vẫn giữ cái thăng. Tại sao? Vì mình đang là người tập lái chứ chưa phải là người biết lái. Mà thậm chí người biết lái rồi, người ta vẫn cẩn thận hơn, người ta để phía sau cái xe của người ta I am new driver. Để chi? Để người đi phía sau biết anh này mới, đừng có expect ông này phải lái giỏi. Và thậm chí mấy cái anh mới lái cũng lạng quạng lắm. Mình không có cần gì được, gần đi gần thôi, mình đi xa xa đi. Chúng sanh mà, cho nên không có xả bỏ chúng sanh. Mà thậm chí bản thân mình cũng vậy thôi. Ngày nào mình nghĩ mình tu lâu rồi, không cần hành trì, không cần tụng kinh, không cần bái sám gì hết, không được. Chúng sanh này nó còn mê lắm. Thử cho nó ngủ, thả vàng coi nó ngủ không? Thử cho nó đi chơi lip ba ga coi nó đi không? Vậy thì trong kinh Kim Cang nói độ chúng sanh là độ cái mê lầm của chúng ta. Cho nên cái câu mình nguyện phải không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, đó là chúng sanh ở số lượng. Còn cái tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ chính là những phiền não trong mỗi chúng sanh. Nhớ cái bài đó không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thệ nguyện học, tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Ở mặt số lượng con người, chúng sanh vô biên, đó, nhiêu còn độ nhiêu, đúng rồi, chúng sanh vô biên. Nhưng mà ngược cái câu thứ hai là gì? Tự tánh chúng sanh, tức là cái tự tánh ở bên trong này, tức là những cái phiền não đó, ở trong cái phiền não đó bên trong chúng sanh, mình có độ nó không? Cho nên người đệ tử đó, cho dù có tu cỡ nào đi nữa, người thầy cũng phải quan tâm. Và thậm chí mình đừng bao giờ mình nghĩ mình lâu rồi đó, mình giỏi rồi đó, không có đâu. Nhưng mà bây giờ nói gần nè, tự mỗi người chúng ta phải biết rằng, tự thân mình phải biết rõ, tự thân nghiệp chướng còn nặng, phước đức còn mong manh, tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi, văn tư tu chưa thật sự vững bền. Lúc nào cũng phải nhắc mình. Chúng con biết rõ tự thân nghiệp chướng còn nặng, phước đức còn mong manh, tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi, văn tư tu chưa thật sự vững bền. Cho nên ngày nào cũng phải làm gì? Giờ phút này ngưỡng vọng đài sen năm vóc cùng gieo xuống, xin lượng từ mở rộng, chúng con xin trải hết lòng ra. Cho nên Pháp Hòa hay nhắc đại chúng là không bỏ thời khóa hành trì, vì chính thời khóa đó giữ mình ở được trong chánh pháp. Ngày nào bỏ hành trì là ngày đó mình xa chánh pháp. Một thời một ngày cũng được, nhưng mà không có bỏ. Có nhiều vị nghĩ tu lâu rồi khỏi hành trì gì, đâu có được. Người ta nói tu lớn rồi tu đâu có cần làm công quả. Anh không làm công quả, anh không có phước, anh hưởng không nó mòn. Thứ tư là không bỏ việc cầu các pháp thiện. Trên đời này như nãy mình nói nhiều pháp lắm, nhưng mà phải là pháp thiện, còn không thì pháp bất thiện nó sanh. Cho nên mỗi ngày phải tự nhắc mình, một đời hành thiện, thiện còn chưa đủ, một giờ một phút làm ác, ác tự đã dư. Chung thân hành thiện, thiện do bất túc. Nhất nhật hành tác, xin lỗi, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cả đời làm lành, lành còn chưa đủ, một ngày làm ác, ác tự đã dư. Mình cả đời thương nhau còn chưa đủ,
giận nhau chi những hờn, buồn nhau chi những hờn giận vu vơ. Mà nhìn lại coi toàn là giận vu vơ, không có gì đáng hết á. Nhưng mà chính cái vu vơ đó nó gom lại, nó làm nên một chúng sanh rồng rặc, không có một chút thánh. Mà bây giờ nhìn kỹ lại coi, kiểm lại từng món coi, toàn là những cái lặt vặt trong đời sống hàng ngày. Hơn nhau món quà cũng buồn, hơn nhau một lời nói cũng giận. Người ta khen người kia không khen mình cũng ganh cũng buồn. Cho nên rốt cuộc mình đã gom những cái đó lại mình, để mình xây đắp một chúng sanh. Mà tưởng sao mình đi vô trong đạo tràng tu tập rồi mình cũng không bỏ được cái đó, thì nó uổng vô cùng. Mình thấy làm sao mỗi ngày mình phải khác hơn ngày hôm qua, thì mình biết rằng cái chữ khác đây không phải là mình tệ hơn, mà mình biết rằng cái tâm mình nó nhẹ, giống như cái người uống thuốc cảm vậy đó. Hôm nay uống đỡ, sáng ngủ dậy thấy cho bữa nay cái đầu nó nhẹ, thân nó nhẹ hơn là biết thuốc có tác dụng. Còn không thì là không thuốc, không có tác dụng. Cho nên đừng có bỏ việc cầu cái pháp thiện, lụm miếng vỏ chai, quét cái nhà, hốt miếng rác, nhất đều là hành thiện hết. Nhưng mà ngược lại, thử thời mình nghĩ lại mình coi, mình toàn là gom rác vô nhà. Mấy ngày nay mình dọn chùa là mình biết nè. Tới hồi rút ra, ủa cái bao ni lông, mà cái bao ni lông này tại nó để đây nó chật cái chỗ này. Ở đây là cái thùng không, để thùng không để chi, nhưng mà tại vì xưa giờ để cái nó chật chỗ này. Bây giờ rút hết mấy cái ra tự nhiên nó thoáng. Mà nhìn lại nguyên cái đống đó, không có cái đống nào xài được hết. Từng món không có món nào xài được, nhưng ai đó đã vô tình nhét, mỗi người tự nhét. Vì mỗi người tự quý một món. Ở nhà mình sử dụng nó chật là vậy đó. Má quý một món má cất, bà quý một món bà cất, anh quý một món rốt của cái nhà mình nó rác không? Là tại vì toàn là những người khoái rác. Vì họ đâu có thấy rác, họ không xài tới đâu, nhưng mà họ tiếc nó thôi. Rồi tới hồi mình vừa mình rút ra, cái này mà giữ làm gì, mình dục. Mình dục cái mình không cho là quý thì mai mốt có người khác. Cho nên là lần quần vậy đó. Cho nên là đúng là chúng sanh. Cho nên mình mới gom lại. Thì mình nói như vậy để mình thấy được tất cả những cái cách sống của chúng sanh. Những cái pháp của chúng sanh không phải là cái chánh pháp, không phải là cái pháp thiện. Thì vì họ như vậy chứ mình không có bỏ họ được. Mình không bỏ họ được. Đó là 8 điều mà hôm nay mình học. Ngài Văn Thù nói với ông Thiên Tử. 4 cái này gọi là 4 loại không xả bỏ. 1 là không xả bỏ tâm Bồ Đề. 2 là không xả bỏ chánh pháp. 3 là không xả bỏ chúng sanh. 4 là không bỏ việc cầu các pháp thiện. Sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Đầu cũng tốt, lành. Giữa cũng vậy, sau cũng vậy. Và nhờ cái pháp thiện đó nó mới nuôi dưỡng được chúng ta tới cái chỗ chí thiện. Chí thiện là gì? Là cái chỗ thiện tột cùng. Giàu có đem bố thí, cái sự vững chắc đó, cái điều mà chúng ta thực hiện. Và cái vững chắc ở cái chỗ là giàu. Tại thường thường á, giàu người ta hay sanh cái tệ. Nếu không có tu, nếu không có tư duy. Cho nên người nào cũng có tiền hết á, người nào cũng có tiền hết á, nhưng mà chưa là thần tiền của mình, cho nên không thể là thần tài. Chứ thật sự ai cũng là thần tài hết. Tài là tiền, thần là gì? Là sức mạnh, là tỉnh thức. Nói gần hơn một dễ hơn nữa là gì? Là đạo đức. Có tiền mà chúng ta không có đạo đức sử dụng tiền thì cái tiền đó nó sao tiêu tán, thì chẳng mình chẳng là ông thần tài của mình. Cho nên ông thần tài là ai? Là mỗi người chúng ta đây. Mỗi người chúng ta đều có của hết. Mình có của theo cái mình tạo ra. Nhưng mà nếu chúng ta có đạo đức ở cái tiền đó thì chính mình là ông thần tài.
Ví dụ như ở ngày xưa thì có Mạnh Thường Quân, rồi có bây giờ nước Mỹ nhiều ông lắm, mà ông mà nổi tiếng nhất là Bill Gates. Đó, ông Bill Gates là thần tài đó, tại vì ông có đạo đức ở trên cái tiền ông sử dụng. Ông có tiền mà ông có cái đạo đức khi ông dùng tiền của ông, thì chính cái người có đạo đức có dùng tiền đó là chính là thần tài. Mà thật ra ông thần tài với ông thổ địa là một. Tại vì sao? Tại vì theo nguyên tắc ngũ hành, thổ sanh kim. Thổ sanh kim, mà thổ là ông địa, thổ là thổ công là ông địa, mà sanh kim là sanh vàng. Cho mình chỉ cần thờ một ông cũng được. Thật ra hai ông chỉ là một thôi, nhưng mà tại vì chúng ta thường suy nghĩ là mỗi ông, chúng ta theo cái tưởng tượng của mình, ông thần, ông tài riêng và ông địa riêng, cho mình tạo một cái hình dáng ông địa. Vậy thì nhà nào có nhiều người nghèo thiệt nghèo nhưng cũng có ông thần tài để thờ, thờ hoài không thấy giàu. Vậy thì thưa đại chúng, là mình biết rằng cái ý niệm mà chúng ta thờ đó, nó có cái đạo lý trong đó. Thì khi đời sống chúng ta vậy, chúng ta có tiền mà chúng ta có đạo lý trong khi chúng ta dùng tiền vững chắc. Có nhiều người, người ta hay nói thế gian có tiền thì hay sanh tật, cho nên kêu tiền tệ. Hay là có nhiều khi mình có tiền mình không biết sử dụng, cho nên tự nhiên từ một người giàu có thì sự nghiệp có thể lung lay, không kiên cố, không vững chắc. Cho nên Bồ Tát có bốn loại vững chắc, mà trong đó có cái gọi là giàu có đem bố thí. Rồi vững chắc như thế nào nữa? Nhiều khi mình bố thí mà mình gặp những cái người họ, trời ơi đất hỡi, đừng có giận họ. Nhiều khi sao? Tại họ nghèo quá, họ khổ quá, họ mới sanh cái tâm bỏng sẻn, cái tâm mà gọi là ganh tị, ganh đua, tranh giành giật. Ví dụ như bên Ấn Độ mình qua, mình bố thí, mình cúng, mình làm từ thiện vậy đó, họ đánh với nhau có khi vì một khúc bánh mì thôi. Thôi mình đừng có vì một chút đó mình bỏ họ, mà mình thay mình thông cảm. Người nghèo thì thường hay sanh ra nhiều cái tật. Giàu á, đôi khi giàu cũng sanh tật, mà nghèo cũng sanh tật nữa. Giàu thì sanh tật phung phí, nghèo thì sanh tật gian tham, bỏng sẻn. Cho nên cái nào mà không có chánh niệm thì nghèo mà không có vững, nghèo mà không vững chắc cái tâm á, cũng có thể đi ăn cắp ăn trộm, có thể đi lường gạt người khác. Cho nên nghèo mà không có cái sự tu tập thì nghèo cũng sanh tật, nghèo cũng có thể tạo nghiệp. Giàu mà không có vững chãi, không có tu tập, giàu cũng có thể tạo nghiệp. Cho nên cái vấn đề ở đây là chúng ta có vững chắc ở nội tâm, còn cái vấn đề giàu nghèo là tùy theo cái mức độ chúng ta ứng xử. Nghèo mà không có tu thì giàu cũng có thể, nghèo mà không tu thì không có an phận thủ thường, mà có thể sanh tâm trộm cắp. Còn giàu mà không có đạo lý, không có cái sự tu tập thì bắt đầu sanh tệ, nguy hiểm. Cho nên cái vững chắc, vững tâm ở đây là vậy đó. Mình làm sao mình vững, dù giàu hay nghèo chúng ta vẫn vững. Thứ ba là cúng dường các bậc tôn giả. Tôn giả là ai? Là những bậc đáng kính. Cho nên trong kinh hay gọi tôn giả A Nan, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả U Ba Ly. Tôn giả là một danh từ kính trọng để gọi cho các bậc tu tập. Các người tu tập mà đáng kính trọng thì trong kinh thường dùng tôn giả, thay vì mình gọi là đại đức, thượng tọa, hòa thượng gì đó, thì chúng ta dùng một từ chung là tôn giả. Cũng giống như cái chữ sa môn. Sa môn là cái từ khiêm cung nhất để chúng ta sử dụng. Ai cũng là sa môn. Sa môn là gì? Là một bậc tu hành vậy thôi, không có dám xưng mình với một chức phận nào hết. Ví dụ như mình, tôi là tỳ kheo gì đó, cũng còn xưng là tỳ, mình nhận định mình là tỳ kheo. Mà nếu mà lỡ mình làm là không đúng cái chức phận của tỳ kheo, bị quở. Còn sa môn là gì? Một người tu thôi. Cho nên cái từ sa môn mình dùng là cái từ khiêm cung nhất.
Người nào mà bỏ tục mà hướng tâm về sự tu tập đều gọi là sa môn. Còn ví dụ mình xưng mình là cái chức phận nào đó, hoặc là ví dụ bây giờ cái hoặc là cái chữ thường thường mà dùng tu sĩ, tu sĩ là người tu, cư sĩ cũng là tu sĩ. Mấy tuần nay mình giống như người nhập thất vậy đó. Ngày ăn ba cử, kinh tụng ngày mấy thời, không đi đâu hết. Nhưng mà nếu mà mình bớt được cái phone nữa thì coi như mình tịnh khẩu, tịnh nghiệp. Mấy thầy mấy cô ở chùa là đúng là nhập thất rồi đó. Một ngày sáu thời, phải không? Bốn thời kinh và hai thời học, là mình trú dạ lục thời, ngày đêm sáu thời. Những cái bậc tôn giả trong đời này, nếu mình có cơ hội mình cúng dường, mình nên cúng dường. Vì sao? Vì các bậc đó rất hiếm quý. Chúng ta nên gieo trồng căn lành ở các bậc tôn giả đó. Cúng dường có nhiều cách. Không phải chỉ cúng dường ở vật chất, mà cúng dường cái tâm cung kính của mình cũng được nữa. Ví dụ Pháp Hòa hay chia sẻ với đại chúng là Pháp Hòa qua Canada được ba mươi mấy năm rồi. Kể từ khi rời Việt Nam là chưa bao giờ được có cơ hội trở về. Rất nhiều các bậc tôn đức mà mình muốn được một lần đảnh lễ nhưng không có cơ hội. Bây giờ các ngài lần lượt ra đi hết rồi. Không biết cái ngày mình trở về thì những dĩ nhiên là các bậc không còn. Bây giờ ba mươi mấy năm rồi. Những vị mà mình thường sanh tâm cung kính không còn, không có cơ hội được gặp. Thì mỗi khi Pháp Hòa nghe tin quý ngài viên tịch á, thì Pháp Hòa hay hướng về quý ngài, đọc miệng mình sướng lên đạo hiệu của quý ngài rồi đảnh lễ ba lễ. Để làm gì? Con xin cúng dường ngài ba lễ. Khi ngài còn sống, con chỉ được học với ngài bằng những cái bản kinh, bằng những quyển sách mà quý ngài viết. Và con chỉ được thấy quý ngài, học ở quý ngài ở cái đạo phong, mà con chưa được một lần diện kiến. Bây giờ quý ngài viên tịch, con xin hướng về quý ngài, con đảnh lễ cúng dường. Vị nào cũng vậy, quen không quen, các ngài có biết mình không? Đâu có. Vì các ngài là những bậc tôn giả, chúng ta cúng dường. Mình cúng dường các bậc tôn giả, cúng để làm gì? Để gieo trồng. Chút xíu nữa mình sẽ nói tới. Có ba căn lành mình nên gieo trồng. Một là Phật, hai là Pháp, ba là Tăng. Ba căn lành mình gieo trồng không bao giờ mất. Đừng lỡ, đừng để mất cơ hội gieo trồng căn lành ở ba ngôi báo Phật, Pháp, Tăng. Vì vậy cho nên mình mới có cái nguyện của ngài Phổ Hiền: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Ai mình cũng cung kính hết, dù là một người thường nhưng chúng ta vẫn cung kính, vì nơi vị đó có một Phật tánh. Lễ kính chư Phật là Phật đó, là Phật tánh đó, chứ không phải là cái tượng Phật. Không phải là chỉ là cái tượng Phật, mà tất cả những cái gì chúng ta được gặp trong đời này. Cái gối ngồi thiền cũng là Phật, cái ghế kinh cũng là Phật. Cho nên mình phải tôn trọng, phải giữ gìn, phải trân trọng. Thí dụ như mình, vì vậy mình có cái lệ trước khi ngồi xuống chắp tay xá, xá chiếc gối này, xá cái tọa cụ bồ đoàn này, và xa hơn nữa là tôi xá cái người nào đã làm cho tôi cái gối này để tôi ngồi. Còn cái chuyện mà tùy theo cái gì tôi thấy tôi xưng tán, tôi không thấy tôi cũng xưng tán được, nhưng mà cung kính là tôi phải cung kính thôi. Hai câu nó rất gần với nhau: xưng tán và ca tụng, đảnh lễ và ca tụng. Bất cứ ai mình cũng đều tôn trọng, nhưng mà có những người mình tai đã nghe việc người đó làm, mắt mình thấy thì mình mới có cơ hội mình tán thán, còn không có mình tán thán được.
Thậm chí một cái người đó họ rất là xấu, tán thán tôi họ anh tôi không có, nhưng mà cung kính anh tôi có, gặp anh tôi vẫn chào. Nhưng mà hỏi người khác tới hỏi tôi có biết gì anh không, tôi nói dạ tôi không biết, tôi không quen nhiều, tôi chỉ có biết qua mặt, qua tên vậy thôi. Người đó xấu hay tốt? Dạ thưa tôi không biết, tôi đâu có biết gì anh đâu, tôi tán thán anh. Tôi không biết gì anh thì tôi không tán thán, và tôi cũng không có chà đạp. Đó là cái cách tu. Cái gì tôi biết tôi mới nói. Dạ ai, anh có biết? Dạ, tuần nào tôi cũng gặp. Nhưng mà tôi gặp tôi chỉ chào một cái thôi, chứ tôi không có con rành. Vì vậy chúng nhớ mình cúng dường các bậc tôn giả là cúng như vậy. Có một lần Pháp Hòa đi hành hương lần đầu tiên sang Ngũ Đài Sơn. Trên đường đi thì ghé vô một ngôi chùa, nếu nhớ không có lầm cái tên là chùa Phật Quang. Chùa đó có từ thời nhà Đường, ngày xưa là một đại tùng lâm, trời ơi đất và chùa rất là lớn, rất là đẹp. Bây giờ hoang phế, không có ai coi sóc hết. Phật đường, Phật điện, tăng xá gì hư hoại hết. Thì ở trước chánh điện đó có một cái tháp, thì ở trên lờ mờ mấy cái chữ đạo hiệu của vị hòa thượng mà khai sơn hay là tiếp nối trụ trì gì đó. Bước xuống, đi trên đường không có chương trình ghé, nhưng vì trên đường thấy ngôi chùa cho nên tấp vô. Bước vô cái ngôi chùa mình thương thiệt là thương, tại vì tâm mình thích đi chùa mà, cho nên thấy chùa là thích, mà nhất là chùa cổ. Vậy mà khi bước tới thấy cái tháp lờ mờ cái tên, cái đạo hiệu của vị đó. Pháp Hòa đâu có biết ngài là ai, chữ đọc không có hết. Nhưng mà Pháp Hòa biết ngài này đã từng ở đây lâu năm mới được chôn cất ở đây. Tự nhiên tâm mình khởi lên. Con không biết ngài đã ở đây bao nhiêu năm và ngài đã tịch khi nào, nhưng mà hôm nay con được đến đây, con đảnh lễ ngài. Rồi vừa rồi đi qua bên Hàn Quốc, trên đường từ trên núi đi xuống thì bên mé rừng có một cái vài cái tháp mà của những vị hòa thượng mà bây giờ không còn ai thăm viếng gì nữa hết, cỏ nó mọc hoang, nhưng mà mình đi luồn luồn vô sao thấy. Xá đảnh lễ. Đó là cái cách mà chúng ta trồng sâu căn lành với quý ngài, dù các ngài còn hay các ngài khuất, nhưng mình biết đây là một bậc tôn giả, một bậc tôn túc. Cho nên giàu cúng dường các bậc tôn giả không có lay động, phải giữ cái tâm đó. Ví dụ mình nghe cái vị đó như thế nào, nhưng người ta vẫn còn những đức hạnh khác. Thưa đại chúng, các bậc Bồ Tát các ngài hay thường thị hiện hai việc nha. Một là ngoại hiện Bồ Tát mà phạm nội ẩn gì? Phạm phu. Nhưng mà có những người sao? Ngoại hiện phàm phu mà nội tàng Bồ Tát. Mình đâu có biết được. Chúng ta còn kém cỏi lắm. Nhiều khi thấy vậy mà mình đã phán xa rồi đó. Chứ cúng dường các bậc tôn giả là những bậc đáng cung kính. Thứ tư là trồng sâu căn lành. Đó, như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Trong đời luôn trồng các căn lành. Căn lành là gì? Là mình trồng những cái hạt giống tốt. Hạt giống tốt gieo về muôn lối. Ở trong kinh Bát Nhã với Hoa Nghiêm mà chú giải đó, thì chư tổ có đưa ra những cái căn lành, ví dụ như là căn lành tối thắng, căn lành của tự tánh, căn lành của công đức, căn lành của tịnh giới, căn lành của chủng tánh Bồ Đề. Năm căn lành. Pháp Hòa đã nói cái bài này ở bên San Jose tháng 7 vừa rồi. Quý vị có thể nghe lại cái bài trồng sâu căn lành, đã giải thích về năm cái căn lành này. Chúng ta luôn luôn gieo những cái căn lành nào mà chúng ta có được. Ví dụ ha, mình gặp cái đứa nhỏ nó chắp tay nó chào mình, mình chắp tay mình chào lại, mình gieo cái căn lành vô tâm đứa nhỏ đó.
Nó chào mình hoài mà không bao giờ nó thấy mình đáp lại, mai mốt nó không thèm chào nữa. Vậy thì nó trồng căn lành mà mình lại chặt cái căn lành đó, mà mình cũng cắt đứt cái căn lành của mình. Mình đọc lại tiểu sử của Hòa Thượng Trí Tịnh đó, Ngài mới kể là ngày xưa Ngài đi ra Huế để mà đi học, đi bộ. Ra tới Bình Định đó, thì ghé một cái chùa của một vị ni. Thì vị đó mới vị ni đó mới hỏi Hòa Thượng chứ người tu sao không có cái áo dài để mặc. Lúc đó nghèo đến mức độ là không có tới cái áo dài để mặc. Hòa Thượng nói trong bụng, tôi cũng muốn có lắm chứ, mà có đâu mặc. Thì thôi cũng qua, nhưng mà sau này á, cái vị đó mới nói, trời ơi, phải biết Hòa Thượng là một bậc cao tăng. Sau này á, thì lúc đó vị đó đã cúng dường cho Hòa Thượng cái áo rồi. Cho nên đời này mình gặp một người tiểu nhỏ mình đâu có biết được. Nhiều khi tiểu này hay chú tiểu này biết đâu chừng cao tăng trong tương lai sao, mình đâu có biết. Pháp Hòa nhớ hồi đó Hòa Thượng hộ giác tịch. Khi mà Ngài viên tịch xong cái trà tì ra cái có xá lợi, thì có một cô Phật tử của nó, trời ơi thầy, bây giờ con không biết Hòa Thượng là bậc chân tu, và hồi đó con gặp Ngài con không có đảnh lễ. Hồi xưa mình gặp được quý Ngài mình đích thân đảnh lễ. Nhiều khi, cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta làm được cái gì mà chúng ta nghĩ rằng làm cái đó là để làm gì? Để gieo căn lành cho chúng sanh, chúng ta nên làm. Ví dụ như mấy ngày nay nè, mấy huynh đệ mình ở chùa tụng kinh, dù Phật tử có online không, mình vẫn xưa giờ thời khóa của chúng ta vẫn là 4 thời kinh. Thì bây giờ Pháp Hòa ở nhà, Pháp Hòa có những lớp cho quý vị, thì mình có đóng cửa mình làm thì cũng là 6 thời. Nhưng mà bây giờ quý vị yêu cầu chúng ta trực tiếp phát sóng trên livestream cho các vị theo dõi, đó là một hình thức mình trồng sâu, gieo trồng căn lành cho các vị. Mà mình cũng được trồng sâu căn lành, biết làm sao không? Thí dụ thôi, trong đầu mình nghĩ, bữa nay có nhiều người người ta tham dự kinh với mình nghe, đứng phải đàng hoàng nghe, chuông phải thỉnh cho ngon lành nghe, mỏ phải thỉnh cho ngon lành nghe. Nhờ mình biết rằng có người đang nhìn mình để người ta học hỏi đó, cái mình cố gắng. Thì nhờ cái đó mình trồng được một chút căn lành vững chãi trên cái pháp tướng của mình. Ở trong kinh Đại Bi á, có kể câu chuyện hay lắm. Thì có kể câu chuyện là Pháp Hòa, Đức Phật mới nói với Ngài A Nan á, ví dụ có một người lấy một tấm vải cắt ra hàng trăm mảnh vụn, rồi lấy cái miếng vải vụn nhỏ đó đó chấm vào một giọt nước, xong rồi đem một cái miếng đó, một giọt nước, một cái miếng vải chấm giọt nước đó đem tới gửi cho Như Lai, và dặn Như Lai rằng, dặn Phật rằng, Ngài đừng có để cho gió thổi cái giọt nước này nha, Ngài đừng có để cho nắng nó chiếu lên, nó bốc hơi cái giọt nước này nha, Ngài đừng có cho con chim nào tới uống giọt nước này nha, Ngài đừng có cho ai đụng chạm giọt nước này nha, và Ngài không được để giọt nước này dưới đất nha, Ngài phải lấy cái gì đó Ngài hứng, Ngài đựng đó. Như Lai lấy cái miếng vải chấm một giọt nước đó để trong cái lòng của, ở trong cái dòng sông Hằng, nó không tấp vô bờ, nó không trôi ngược về, nó không bị ai làm tổn hại gì, nó đi như vậy, nó trôi như vậy, đi theo dòng. Kể xong Đức Phật nói, giả sử cái người gửi một cái miếng vải, một giọt nước đó sống một kiếp, giả sử người đó sống một kiếp, Như Lai cũng sống một kiếp, rồi cái ngày cuối cùng của kiếp đó đó, người đó tới gặp Phật nói, hồi đó con có gửi Ngài cái miếng vải giọt nước đó đó, Ngài hãy đưa cho con, Ngài trả lại cho con. Như Lai vẫn biết chỗ lấy để đưa trở lại. Như Lai là người chúng ta có thể gửi gắm mà không sợ mất. Đức Phật nói xong Ngài mới nói, một cái sợi lông đó, một cái sợi lông chấm nước đó tượng trưng cho tâm thức của chúng ta. Sợi lông nó tâm thức của chúng ta.
Cái dòng sông đó tượng trưng cho dòng sông của sinh tử. Một giọt nước chấm đó tượng trưng cho tâm Bồ Đề. Biển cả đó dụ cho chánh Như Lai, chánh biến tri. Cho nên mình gửi ai, mình gửi cái gì, mình sợ mất, gửi Phật không mất. Ví dụ như trong kinh kể tiền kiếp của Đức Phật đó, là một cái người khi mà cái cô, cái người đó gặp cái cô, cái người bán hoa, nhớ không? Rồi cái người đó mới mua hoa cúng dường cho Phật Nhiên Đăng. Phật Nhiên Đăng thọ nhận cái hoa đó và thọ ký sau này sẽ thành Phật. Đó là gieo trồng căn lành với cổ Phật. Có một đứa nhỏ đang ngồi nắng những cục đất, nắng đền đài lầu cát, đài rồi cung điện bằng cát, bằng đất. Thấy Đức Phật đi ngang, đứa nhỏ đó cầm cái cát đó, bị gì nó đang cầm trên tay, giống như là cái trái cây vậy đó, tới nó cúng dường. Đức Phật nói nhận đi. Thì đứa nhỏ này sau này sẽ là một ông vua. Đó là tiền thân của ông vua A Dục. Thì những câu chuyện đó để biểu tượng rằng chúng ta gieo trồng căn lành dù một lần. Hôm nay á, Pháp Hòa đề nghị đại chúng là bây giờ mình không đi chùa được, mình không tham dự khóa tu được, mình theo dõi mấy thời kinh mấy ngày nay rồi, thì trong 3 ngày tới này mình ăn chay đi. Mình khuyến khích người nhà mình ăn chay, có thể người nhà mình chưa bao giờ ăn. Nhưng lần này cả nhà, cả thế giới đang gặp nạn, chúng ta hãy cùng phát tâm ăn chay. Mình ở nhà mình nấu ăn cho những người thân mình chưa quen ăn chay. Đây là cơ hội mình gieo trồng căn lành. Ví dụ mình mở pháp mình nghe, hồi đó cái vị đó không thích là lấy áo đề xe đi shopping rồi, giờ không đi đâu được hết á, lẩn quẩn trong nhà, có thể lọt một hai chữ vô tai. Cho nên nhất điều là mình gieo trồng căn lành. Thậm chí ban đêm mình ngủ, mình mở máy niệm Phật mình nghe, đừng có sợ, không có gì tội lỗi hết á. Nó nằm nghe niệm Phật có sao không? Không sao hết. Mình nghe niệm Phật để làm cho tinh thần mình êm dịu, mình đi vào giấc ngủ cũng tốt. Mà lỡ vô thường nó tới, nó dẫn mình đi, cũng có tiếng niệm Phật. Còn nếu mình mở những cái bản nhạc, ví dụ mình vừa đi, ở trong đó nó vừa hát tới cái bài Anh ơi anh đâu rồi, làm sao ta có đôi, là lúc đó mình bị chi phối. Cho nên mình mở băng niệm Phật nghe, mình mở máy tụng kinh nghe, không có gì tội lỗi hết, dù mình có nằm mình nghe. Giờ nào mình hành trì, thời khóa mình hành trì là thời khóa hành trì. Còn những lúc mình làm việc, mình có nằm nghỉ, mình mở kinh mình nghe cũng không sao. Nghe kinh để nó làm cho mình thâm nhập được bao nhiêu mình thâm nhập, và thậm chí lời kinh nó làm cho tinh thần mình thoải mái. Mà Pháp Hòa hồi nào giờ mở băng niệm Phật hay suy nghĩ vậy, kệ mình mở máy niệm Phật, lỡ mình có chết trong phòng có không ai hộ niệm, có tiếng niệm Phật này hộ niệm cho mình, có sao đâu. Cho nên trong đời luôn trồng căn lành. Hôm rồi đọc kinh Đại Bi tới cái phẩm căn lành, đọc cái ví dụ đó Phật đưa rất là hay mà vui. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại xả bỏ. Đó là xin lỗi, bốn loại không xả bỏ. Bốn loại không xả bỏ là gì? Một là không bỏ tâm Bồ Đề. Hai là không xả bỏ chánh pháp. Ba là không xả bỏ chúng sanh. Bốn là không xả bỏ việc cầu thiện pháp. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ. Mình nghe này hoài. Tâm Bồ Đề có ba đặc tính.
Nếu mình muốn biết mình có tâm Bồ Đề hay không thì mình có ba đặc tính để mình kiểm chứng tâm Bồ Đề. Một là trực tâm. Trực tâm là gì? Là tâm chánh niệm, tâm mình thẳng hướng đến một đường mình đi, không có lay động. Đó là trực tâm. Ví dụ con phát nguyện đi tu, đi xuất gia, đó là tâm Bồ Đề gì? Khi mình phát tâm đi tu là tâm Bồ Đề rồi. Nhưng mà trong cái tâm Bồ Đề này nó có cái đặc tính của trực tâm không? Nghĩa là tâm thẳng đường mà đi không? Vô chùa người ta khen thì làm chết bỏ, ta chê cái cuốn gói đi, giận bỏ chùa, bỏ bạn, bỏ huynh, bỏ tu. Vậy sao gọi là trực tâm? Tâm mình không có chí, không. Cái chữ trong Phật pháp mình hay dùng là cái thú hướng, tức là mình phải hướng đến cái chỗ đó. Cho nên khi mình phát tâm mình tu là mình, khi mình phát tâm Bồ Đề là mình phải có được cái trực tâm để làm gì? Thẳng một đường mà đi thôi, không có lung lay. Ví dụ như bây giờ mình đến với Phật pháp, mình nói tôi đến với Phật pháp bằng cái tâm Bồ Đề, bằng cái tâm chân chánh, nhưng mà mình có trực tâm không? Hay là mình thấy cái vị nào đó người ta làm cái gì sai là mình bỏ đạo, mình bỏ tu. Ai làm gì sai đó là chuyện của người ta, chứ còn con đường mình đi nó đâu có gì đâu. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ người ta lấy nước sơn, người ta lấy đồ dơ, người ta đổ lên cái đường này, đâu có lỗi của cái đường. Cái đường đó vẫn là con đường đó. Cái quan trọng là chúng ta có thấy rõ những vết nhơ để chúng ta tránh nó không, chứ không phải vì cái vết nhơ đó rồi chúng ta lui. Người có được cái tâm thẳng đó gọi là có được trực tâm. Mà có được trực tâm thì tâm Bồ Đề không có xả bỏ. Ở trong kinh Di Ma Cật nói á, trực tâm là đạo tràng. Trực tâm là gì? Cái trực tâm này không phải là cái tâm thẳng thắn. Ví dụ người ta thấy người ta sẽ, ê bữa nay làm gì xấu quắc vậy? Cái đó không phải trực tâm mà. Mình nói cái mình hay nói tôi thẳng thắn, nói thiệt vậy là không, cái đó không phải. Cái đó trực tâm theo cái thế gian, chứ không phải là trực tâm ở cái mặt nội cái mặt gọi là nội tâm tu tập. Nội tâm tu tập là chúng ta giữ thẳng. Ví dụ như gặp khó khăn mình vẫn tu, gặp lúc mà không khó khăn, đầy đủ những thuận lợi mình cũng tu. Hoàn cảnh nào mình cũng tu, được học nhiều mình cũng tu, được học ít mình cũng tu. Thầy có quan tâm mình cũng tu, thầy không quan tâm mình cũng tu. Tại vì mình có cái trực tâm của mình là con muốn tu. Nhờ có cái trực tâm đó cho nên mình không có lui sụp. Mình không có dễ chán, mình không có dễ nản, mình không có dễ buồn, mình không có dễ bỏ cuộc. Mình làm muốn chết mà sao không ai nhận ra cái việc mình làm để mà khen mình tiếng cho mình đỡ mệt coi. Mà hễ có người khen tức là sẽ có chê. Còn thà đừng khen đừng chê gì thì bình thường. Cái tâm mình nó dễ hơn. Tại khổ lắm, mình được nghe một lần khen rồi mà mai mốt không khen nữa, cái là bắt đầu mình đòi hỏi, mình kiếm, tìm. Cho nên có cái trực tâm đó, là đó là một đặc tính của tâm Bồ Đề. Cái thứ hai là thâm tâm. Chữ thâm tâm là gì? Là cái tâm thường thích tạo những việc lành, dù lớn dù nhỏ, không bỏ, không có bỏ. Thí dụ bữa nay trên chánh điện thiếu người xếp kinh, huynh lên xếp kinh được không? Thôi đi, trời ơi, ba cái chuyện lặt vặt nó kêu người khác được rồi, mắc chi tới tôi. Đấy, thâm tâm là gì? Là cái tâm không bao giờ buông bỏ dù một chút công đức nhỏ. Nhiều khi cái lớn ai cũng dành cái nhỏ không ai để mình sao? Chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện gì mà làm lợi lạc cho mọi người mình không có bỏ. Thâm tâm. Mấy ngày nay quý vị thấy cái danh sách cầu siêu cầu an người ta gửi không? Toàn là quý Phật tử, người thân mất không có làm đám được.
rồi liên lạc gửi cho mình để mình cầu nguyện giùm. Có biết ai đâu, phone tới nhờ thì mình làm, email tới thì mình nhận, thí dụ vậy. Không cần phải biết vị đó là ai, cúng dường hay không cúng dường, không có. Bây giờ mình tụng kinh, thời kinh nào mình cũng có cầu nguyện, thôi thì các vị nhờ mình ghi tên mình vô cầu nguyện cho người ta. Cho nên tất cả những việc gì chúng ta làm, không có một cái tạp niệm nào xen vào, không từ bỏ công đức lành mà không có tạp niệm nào xen vào. Thí dụ như mình lên mình sắp kinh nhưng mình bực, bao nhiêu người không kêu, cái gì cũng tôi, chuyện lớn cũng tôi, chuyện nhỏ cũng tôi. Mình làm vậy cái mình khởi cái tâm vậy thì thành thử ra cái chuyện lớn, chuyện nhỏ là xếp kinh mình gọi nó là chuyện nhỏ, mà mình bực nó thành chuyện lớn rồi. Mình biết nó là chuyện nhỏ là tại sao mình bực, mà mình bực nghĩa là mình để cái sân nó trùm cái việc nhỏ đó. Thành thử ra rốt cuộc việc làm thì nhỏ mà mình tâm không nhỏ. Tâm không nhỏ thì việc làm, tâm không đơn sơ như việc làm, mà tâm mình bực bội, mình câu có, mình nói này nói kia. Thành thử ra việc nhỏ mà tâm mình sân quá to, mất hết. Hay là bồ đề tâm nó không nuôi dưỡng được. Có nhiều khi mình sùng bố lên, mình nói cái chuyện nhỏ gì mà cũng kêu tôi nữa. Đã biết chuyện nhỏ tại sao mình giận, tại sao mình trợn mắt, tại sao mình lại phải la làng lên. Thành thử ra rốt cuộc chuyện nhỏ mà mình, tâm mình chưa vững cái thâm tâm, cho nên thành ra cái việc lớn. Thế thì mình mất đi cái đặc tính thứ hai của tâm bồ đề. Ở trong thiền sử có kể, có thiền sư Thạch Cùng. Trước khi ngài đi tu, ngài là một thợ săn đi bắn ngỗng. Có một hôm ông đi với ngài Mã Tổ, thì Mã Tổ mới hỏi, trước kia ông làm thợ săn, ngài ông bắn được mấy con? Thì ngài mới nói, dạ mỗi mũi tên bắn được một con. Ngài Thạch Cùng trả lời ngài Mã Tổ, mỗi mũi tên bắn được một con. Thì ông ngài, thì ngài Thạch Cùng mới hỏi lại ngài Mã Tổ, vậy chứ hòa thượng nếu mà bắn được lần mấy con? Hòa thượng nó ta bắn nguyên bầy. Nghĩa là sao biết không? Cái đó là thiền thoại, cái đối thoại của các thiền sư. Mình nghe mình đừng có dính mắc ở chỗ bắn con này với con kia, mà cái đó toàn là những cái câu mà các ngài nói với nhau không đó. Cái chỗ mà bắn được cái con đó là gì? Một ngày ngài tạo bao nhiêu cái phước thì ngài kia mới nói là, thí dụ như mình ấy, sân khởi lên bắn con, si khởi lên bắn con là bắn từng con, nghĩa là mình phải quất dữ lắm. Còn đối với Mã Tổ là ở cái chỗ cao rồi, ngài không lay động, cho nên mũi tên ngài một lần bắn, nghĩa là một lần chánh niệm của ngài thôi là tất cả các cái con kia nó làm sao, nó lắng hết. Ví dụ như mình vừa nổi sân với bà Hai dưới lầu, cái mình phải vuốt, vuốt xong cái nó thôi bỏ dưới lầu, đi lên lầu cái mình gặp bà Năm, cái mình giận tiếp, cái mình phải vuốt tiếp, cho mình cực lắm. Cái đó cũng có câu, cái đó cũng tu đó, nhưng mà những cái bậc mà người ta thượng thừa hết á, ở dưới lầu, ở trên này ai làm cái gì tâm tôi vẫn biết nha. Cái chỗ đó là một lần bắn nguyên con, nguyên bầy đó. Là tại sao? Một cái tiếng hét lên thì tất cả các cái kia nó lắng xuống. Nói nôm na là người có chánh niệm thì không có con gì nó khởi lên được. Cái đó là cái thâm tâm. Trực tâm là mình phải chí cái tâm mình đi tới chỗ mình muốn đi. Cực khổ cũng được, sung túc cũng được, người ai như thế nào cũng được, nhưng mà ở nơi con đường này chúng ta tìm được cái lối đi. Cái thứ ba là gì? Đại bi tâm. Người nào mà có được cái tâm đại bi, có cái tình thương lớn thì mình biết mình chưa mất tâm bồ đề. Tại sao lúc trước mình chưa có gì nha, mình thương nhau quá vậy? Rồi giờ mình có vấn đề với nhau, cái là mình không muốn nhìn nhau, mình không muốn nói với nhau, là mình biết cái tâm, cái tình, cái tâm thương của mình nó bị lung lay rồi. Mà giờ huynh đệ mình còn chưa được thương nữa thì sao mình thương ai?
mình thương chúng sanh gọi là đi đâu. Cho nên khi cái tâm, cái tình thương đó nó giảm, hoặc là thậm chí tu mà tối ngày mở miệng, thằng đó thấy ghét lắm, nhỏ kia thấy ghét lắm, không ai nói gì mình hết. Nhưng mà nếu tối nào mình ngồi mình suy nghĩ là, ủa sao hôm nay tôi ghét nhiều vậy ta, hay là mình nó mở miệng ra là như không thấy ai xung quanh mình thương hết đó, là mình biết rồi đó. Mình biết là cái tâm bồ đề của mình đó, nó bị lung lay rồi đó. Cho nên Pháp Hòa hay thưa với đại chúng, cái người tu của chúng ta có thể không có gì hết, nhưng không thể không có tâm bồ đề, không thể không có lòng từ bi. Tại vì sao? Tại vì lòng từ bi mà còn thì mình biết rằng Phật đạo mình còn. Vì đạo Phật, bản chất của đạo Phật là từ bi, trí tuệ. Bản chất của đạo Phật là từ bi. Mà mình không có lòng từ bi thì mình thiếu, mình biết rằng cho dù mình có theo đạo Phật đi nữa thì cái thực chất của đạo Phật trong ta nó không có được, không có được dày, không có được nhiều. Và chính vì vậy cho nên chúng ta rất là dễ bị thối tâm, lui sụp. Ngoài ra đối với Ngài Thật Hiền thì Ngài còn dạy chúng ta là kiểm lại, coi mình phát cái tâm đó bằng tà hay chánh, chơn hay ngụy, đại hay tiểu, thiên hay viên, trong cái phát tác phẩm phát bồ đề tâm văn của Ngài đó. Nhưng mà ở đây á, để không xả bỏ tâm bồ đề, chúng ta ráng giữ ba tâm: thâm tâm, trực tâm và đại bi tâm. Đó là ba cái chất liệu, để ba cái đặc tính của tâm bồ đề. Ví dụ như mình nói là từ bi, hiểu đơn giản là tình thương. Nhưng thể hiện bằng cách nào? Làm sao ta nhận ra tâm từ bi? Thứ hai là gì? Không xa bỏ chánh pháp. Đại chúng nhớ nha, pháp là phải chánh pháp. Cho nên nếu nói cho đúng là con về nương tựa chánh pháp, thì mình nói gọn là nói pháp. Là pháp là gì? Là lẽ thật, là chân lý, là con đường. Mà con đường này phải là con đường của lẽ thật, con đường của chân lý. Chứ thế gian này nhiều pháp lắm, thế gian này nhiều đường lắm. Mình đi không đúng đường thì sẽ không tới đúng chỗ. Hoặc là mình muốn làm cái đó mà người ta chỉ mình trật cái cách, trật cái phương pháp, thì chúng ta cũng không thành được cái đó. Cho nên á, cái bước đầu sơ tâm học Phật rất là quan trọng. Mới đây có một em 20 mấy tuổi gửi cho Pháp Hòa một cái thư. Em mới kể là em đi tu, nhưng mà rồi ở trong cái đường tu không có hạnh phúc, cho nên em mới đi ra ngoài tự mua đất đai, tự làm cái am, cái thất gì cho mình. Rồi bây giờ bị người ta lường gạt làm sao lung tung hết. Thì em mới viết cho Hòa cái thư là xin Thầy hãy cho con một cái con mất niềm tin ở người tu. Nhưng khi con nhìn qua những cái, con được nghe những bài pháp của Thầy thì con có cảm nhận rằng con có thể chia sẻ được với Thầy. Thì em có viết cho Hòa cái thư. Thì Pháp Hòa có chia sẻ với em là bây giờ con chỉ có hai đường chọn. Một là con ở ngoài đời, con đi làm, con kiếm sống, rồi con có thể làm một Phật tử hộ đạo chân chánh. Còn nếu con còn muốn tu thì con không thể nào lập am lập thất như thế được. Vì sao? Vì con còn quá non, còn quá trẻ để mà tự mình ra lập một cái chùa, một cái am, dù là một cái thất. Cho dù là tự tu không cần ai tới cũng không được, biết gì đâu tu. Mà tu như vậy á, càng ngày càng bích lối, mất đường chứ còn không có được gì hết.
Còn nếu con muốn tu phải không, con phải đi tìm tới những ngôi chùa, những đạo tràng, con tìm, con chọn cho mình một vị thầy, một cái nơi chốn, rồi con nương vào đó để cái vị đó hướng dẫn cho con trên đường tu. Ở trong luật dạy nè, một người mới xuất gia trong 5 năm đầu không được rời thầy. Rồi sau khi thọ tỳ kheo rồi, 5 năm của thọ tỳ kheo đó cũng chưa được rời thầy. Thế thì chúng ta ở với thầy bao lâu? Ít nhất phải 10 năm. Để làm gì? Mình như con chim mới vừa sanh vậy đó, làm sao mà vỗ cánh mà tung bay được, phải không? Ở trong gia đình Phật tử nó có một cái bậc cho các em á, con chim quanh vũ á, mới vừa nứt trứng ra gọi là sơ sanh, rồi từ từ mắt con chim nó mở, kêu là bậc mở mắt, rồi từ từ cái cánh nó mềm rồi mới nó tung bay. Trong gia đình Phật tử, các em trong quanh vũ nó có 4 cái bậc như vậy. Trong tuy rằng trong cái đoàn quanh vũ đó là cái đoàn cho các em nhỏ, nhưng cái bậc học Phật pháp của các em phải là đi qua mấy bậc như vậy: chim non, rồi sơ sanh, rồi mở mắt, rồi cánh mềm, rồi mới tung bay, rồi mới được lên ngành thiếu. Ngành thiếu tức là lên thanh thiếu niên rồi đó. Còn các em nào mà 6-7 tuổi trở lên mà gia nhập gia đình Phật tử thì nó phải đi vào cái đoàn gọi là đoàn quanh vũ. Thì cái người tu với mình cũng thế. Thậm chí mình ham mặc những cái y nhiều điều, không ai nói gì mình đâu. Mình muốn đổi mão hiệp trưởng không ai nói nữa, nhưng mà để làm gì? Cái đó nó chẳng qua là nó không giúp cho mình nghiêm mật trên đường tu, mà không khéo nó còn làm cho mình bị lui sụp, tăng cái tâm cao ngạo. Cho nên người sa di câu đầu tiên phải học là ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu phương nải thính giáo tham thiền, năm hạ về trước rồng chuyên giới luật, năm hạ về sau mới được nghe pháp tham thiền. Dĩ nhiên là nghe pháp là mình phải nghe, là nhưng mà không phải những giáo lý cao xa như là Bát Nhã, như Niết Bàn, mà phải nghe những cái điều rất là căn bản. Thậm chí mình vô mình học quay nghĩ, trời ơi cái này má con ở nhà có dạy nè, má con dạy nhà ăn có nồi ngồi cái hướng là má con dạy, nhưng mà má con dạy theo thế gian mà không có cái chi tiết. Và khi con học, nhiều khi má chỉ dạy mà chưa có cái đạo lý nó lồng ở bên trong. Nhưng khi mình vô học Phật, mình học oai nghi, nó có cái ở bên trong của cái việc đó nữa, cái đạo lý nó thâm sâu lắm. Ví dụ như hồi nhỏ má mình cũng dạy thắp cây nhang, nhưng mà mình xá xá mình chọt cây nhang vô thôi chứ đâu biết nhang là gì. Nhà vô chùa phải học lại, học cách cầm cây hương và ý nghĩa của cây hương. Cho nên mình vẫn thắp cây hương khác với ở nhà mình thắp lắm. Cái hành động thắp hương nó vẫn có, nhưng cây hương mình thắp là chọt. Và thậm chí mình nói thắp một cây hương lên cho nó ấm nhà ấm cửa. Hoặc là người ta nói, hỏi Việt Nam ta hay thỉnh cái chuông, người ta để bàn thờ lắm. Biết chi không? Tối thắp nhang ta kêu gõ 3 tiếng cho Phật hay, cho ở trển biết để mở cửa, ở trên thiên đường biết mở cửa cho mình dâng hương lên. Cái quan niệm đó là quan niệm của người thế gian, cũng không tội lỗi gì, nhưng mà cái đó là cái quan niệm của thế gian. Khi chúng ta đi vào trong chùa rồi, chúng ta phải học cầm cái dùi trở lại, học cái ý nghĩa của cái chuông, và học cái cách thỉnh chuông. Mà thậm chí cũng là cái chuông gia trì, nhưng mình phải coi coi cái kích cỡ của nó cỡ nào, mà tiếng chuông mình thỉnh như thế nào, chứ không phải dện vô cho có cái tiếng là xong đâu. Mình thỉnh vô cái tiếng cũng được vậy, phát ra cái tiếng, nhưng cái tiếng chuông đó nó chuyên chở được cái gì. Cũng như mình tụng kinh, đâu phải mình tụng cái là được. Cái tâm của mình có trong lời kinh hay không, nó sẽ đi ra bằng cái âm điệu từ cái tâm đó.
mình tụng kinh chưa có lòng, chưa có tâm, cái tiếng mình nó chưa có chuyên chở, người nghe người ta chưa có cảm, tại mình chưa truyền lấy gì người ta cảm. Đâu phải ca sĩ nào cũng đứng lên sân khấu hát là người ta vỗ tay đâu. Ta vỗ tay nếu có, một là cổ vũ, hai là cái gì? Anh hát đúng tông vậy thôi, nhưng mà cái nội dung anh chưa chuyên chở được bài hát. Thậm chí có nhiều người ta nói bài đó là bài ruột của ca sĩ đó đó. Ca sĩ có đó hát lên cái bài đó mới có hồn. Tại sao? Tại vì người đó đã thổi hồn của họ vào trong từng cái lời hát đó. Chúng ta có thổi hồn mình vào trong từng cái lời kinh chúng ta tụng không? Thí dụ mình chỉ nội cái bài, mình ngân cái bài sám hối thôi, bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm. Hay là mình ngân cái bài con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, mình có thấy được mình ở trong mỗi cái lời đó không? Con đã từng gây ra lầm lỡ khi nói, khi làm, khi tư duy. Tham lam, hờn giận và si mê. Cái câu đó nguyên văn nó nặng lắm à. Đam mê, hờn giận và ngu si. Pháp Hòa sửa chữ lại một chút, sám hối để làm chi biết không? Để mình tụng mình cả, mình tụng mà người khác ta nghe, trời ông thầy này ông bữa nay ông dũa tôi, ông nói tôi ngu si, không dám. Mình xin phép mình chỉnh cái chữ, mình rút cái chữ đó, tại mình đọc cho người ta nghe, sợ người ta hiểu lầm mình, mắng người ta ngu si. Sửa lại, thay vì nói đam mê, tham lam thôi. Thật sự cái chữ đam mê nó mới đúng nghĩa đó. Dính vô đó rồi mê vô đó kêu là đam mê. Đam mê, hờn giận và ngu si. Ngu si là một hình thức của mê lầm. Ngu nghĩa là không thấy rõ chân lý. Chứ cái ngu nó không nghĩa theo tiếng Việt là gì? Ngu đần, ngu độn, không biết gì. Chữ ngu trong chữ Hán, trong Phật học là không thấy rõ chân lý gọi là ngu. Cho nên kinh hiền ngu. Trong đời này có những kẻ hiền, có những người ngu. Mình gạt người ta, mình tưởng mình thông minh mà thiệt là người ngu. Là tại vì tạo nghiệp mà không biết. Mình chửi trên đầu, trên cổ người ta, ta nín. Mình tưởng mình hay lắm, thấy không? Đâu dám nói với tôi. Tôi nói trên đầu, trên cổ nó mà nó không biết á. Mình tưởng mình là thông minh mà thiệt sự mình là kẻ ngu. Nếu chứ cái nhìn của người có trí tuệ. Vì sao? Anh đang tạo nghiệp mà nó không biết. Cái người mà người ta nín, ta không nói, không phải người ta dạy, người ta thua lý, nhưng mà người ta đang tu, người ta nhẫn. Và chậm chí người ta biết anh nói bậy ta không cần chỉnh, anh nói sai ta không cần phải nói. Cho nên chánh pháp là cái chân lý, là cái lẽ thật. Ở trong kinh đó, Phật có đưa ra 7 cái điều nói về chánh pháp. Thứ nhất là thiện thuyết. Thiện thuyết là sao? Khéo nói, khéo làm cho người khác, người ta cảm nhận được. Ví dụ như một thầy đó, thầy đi khất thực một mình, thầy về thầy ăn cơm mình, thầy tụng kinh mình, thầy ở mình vậy đó. Cái thầy nói thầy là người biết sống một mình. Các vị tỳ kheo lên thưa với Phật. Phật không có quở liền nghe, Phật nói các thầy mời thầy tỳ kheo đó tới đây. Thì các thầy mời thầy đó tới, nói này, tôi có nghe các thầy báo cáo với tôi rằng thầy thường đi khất thực một mình, ăn cơm một mình, ngồi thiền một mình, tụng kinh một mình, kinh hành một mình, vân vân, có đúng không? Và thầy gọi như vậy là người biết sống một mình phải không? Thầy kia nói dạ, đúng như vậy. Phật nói tiếp, tôi không có nói thầy không có đúng, nhưng tôi có một cái pháp hay hơn nữa mà để được gọi là người biết sống một mình. Người đó như thế nào? Đừng tìm về quá khứ, đừng suy nghĩ, đừng lo lắng tương lai. Quá khứ không truy tìm,
tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại thực chứng chính ở đây. Người nào biết sống không qua, không có sống với quá khứ, không vọng tưởng tương lai, cũng không đắm chìm trong hiện tại, thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Thế thì Phật đâu có la thầy đó phải không? Phật nói Phật khéo, khéo thiện thuyết mà, nói cái pháp hay hơn, để cho cái vị đó đừng lầm rằng mình ở một mình kêu là một mình. Nhưng mà thật sự ví dụ đi, có những vị mấy ngày nay nè, hồi nào giờ mình, nhưng mà thật sự các vị đó là trời ơi lo khổ của quá, khổ quá khứ, khổ tương lai, hiện tại thì không, cũng cũng để nó mất luôn đó. Hỏi bác đang ở với, ở một mình, nhưng mà thật sự đâu có một mình đâu, tại vì nghĩ quá khứ lo tương lai, quên lãng cái hiện tại, hoặc là đắm chìm. Thí dụ như bây giờ ha, mình đang là người giàu có, đừng có đắm sai với cái hiện tại chúng ta giàu. Tại vì sao? Tất cả pháp đều là tạm, là vô thường. Cái giàu nó cũng tạm thôi nha, cái nghèo nó cũng tạm thôi, mà có nhiều khi giàu nghèo bình đẳng giống nhau. Mấy ngày nay là có tiền có chứ không được đi đâu chơi hết. Và mấy đứa nó làm câu rất là hay, phải không? Mình thì đang rảnh, mình thì đang gọi gì, nó kêu là cái gì, xăng đang rẻ hả, xăng đang rẻ mà xe đang rảnh mà mình không được đi chơi. Hôm nay các vị không có đi, có nhiều vị mất ở bệnh viện bên Mỹ, ở các nơi gọi qua chùa, nhờ Pháp Hòa khai thị cho các vị mất ở trên phone, tại vì các vị không mời được ai ở vùng đó hết. Mà Pháp Hòa hay nhắc cô hay bác hay chú gì phải nhớ rằng cõi đời này là cõi tạm, thì tất cả những cái gì nó nằm trong cái cõi tạm này cũng là tạm hết. Ví dụ như tình cảm, chức quyền, tiền của, tạm hết. Vì bản chất của cả cái thế giới, cả cái cuộc đời này là tạm mà. Thì những gì chúng ta ứng xử trong cõi tạm này cũng là tạm thôi. Chứ cõi này cõi tạm thì sao những cái khác nó thiệt được, nó mãi mãi được. Cả cuộc đời mình là tạm thì gặp nhau cũng là tạm thôi. Buồn vui cũng là tạm, được mất cũng là tạm, giận ghét cũng là tạm. Cho nên có một vị thiền sư đang ngồi, ông Quang ông tới xa. Thiền sư hỏi, ông thấy gì ngoài áo mão cân đai? Ông thấy gì ngoài áo mão cân đai? Thì ông Quang đáp bằng một bài kệ: gió lùa khung cửa vắng, nghe gió thoảng bên ngoài, im nghe trời đất chuyển, trăm năm chỉ một ngày. Chỉ cần chúng ta lắng xuống, chúng ta nghe tất cả những chuyển biến của cuộc đời này, im nghe trời đất chuyển, trăm năm cũng một ngày. Nhạc sĩ Việt Nam mình cũng có ông cũng tương đồng cái ý đó. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Cho trăm năm vào hết một ngày vậy đó. Cho nên ngày nào mà chúng ta không xả bỏ chánh pháp thì ngày đó chúng ta vẫn còn sống trong pháp. Vì pháp là gì? Là chân lý, là lẽ thật. Vậy thì cái đặc tính thứ nhất của chánh pháp là gì? Là thiện thuyết. Mình nói cái gì mà mình nói khéo để cho người ta chuyển hóa được người ta là chánh pháp hết. Dù lời nói đó rất đời, nhưng cái tâm mình không đời, tâm mình rất đạo, tâm mình có từ bi, mình nói cho người ta, thì cái lời nói đó nó là cái lời khai thị. Thứ hai,
là đến để mà thấy. Pháp mình không có thể nghe được đâu, mình phải thực hiện, mình phải tới mình mới thấy được cái mầu nhiệm của pháp. Thí dụ như mình nghe người ta nói, mình nghe người ta nói cà ri mà mình chưa bao giờ ăn cà ri, thì mình chỉ biết được tên cà ri, màu sắc của cà ri, mà thật sự là mình nói được hết cà ri mà mình chưa bao giờ nếm được thực chất của cà ri. Cho nên cái đặc điểm thứ hai của pháp là hiện chứng. Ngay trong đời này mình chứng được cái đó. Mình không tu thôi, mình có tu là trí nó sáng, tuệ nó sinh. Còn mình không tu thì trí nó cũng sáng mà tệ nó sanh. Chứ không phải tuệ, tệ. Càng biết thì sanh tệ chứ không có làm được gì. Thứ ba là gì? Là vượt thoát thời gian. Đúng không? Hơn 2000 năm rồi giáo pháp này vẫn vượt thoát thời gian. Thời gian nào giáo pháp này cũng ứng được hết, cũng đáp ứng được hết. Lúc thịnh cũng được, lúc suy cũng được. Tại vì chân lý đã nói rất rõ là nhậm vận thịnh suy vô bố úy. Thấy cuộc đời thịnh suy đừng có sợ. Tại vì thịnh suy như lộ thảo đầu phô, như những giọt sương rơi ở trên đầu cành cây thôi. Bản chất là khổ thì nghèo cũng khổ, giàu cũng khổ. Có nhiều khi người ta nghèo mà người ta khỏe hơn mình, ta không lo gì hết. Còn mình giàu bắt đầu mình lo. Thí dụ như giờ người nào mà không có cơ sở làm ăn, là không có cơ sở gì, là sẽ khỏe hơn những người có cơ sở. Ví dụ vậy. Cho nên chân lý vượt thoát thời gian, vì bất cứ thời nào đạo Phật cũng đáp ứng, cũng ứng dụng một cách rất là uyển chuyển, rất là linh động. Vì sao? Vì chúng ta biết ứng pháp, biết dụng pháp, chứ không biến giáo pháp thành một cái chất cứng nhắc mà chúng ta không uyển chuyển được. Thứ năm, thứ tư là giận đến để mà thấy, đến mới thấy được. Mình nghe người ta nói không chưa được. Ví dụ người ta tưởng đâu là Tây Thiên Trúc Lâm là thiên đường. Tới hồi qua thất vọng quá trời, không có thiên đường gì hết trơn. Đúng rồi, tại anh vọng tưởng nó là thiên đường chứ. Nó cũng chỉ là một cõi phàm phu bình thường. Và những người đó tới đây, người ta tu cũng phàm phu bình thường vậy. Mình đang là những người chuyển cái chất phàm thành chất thánh, chứ mình chưa phải là thánh. Thứ năm là dẫn đạo đi lên. Thứ sáu là tự mình có thể hiểu, tự mình có thể giác tri. Thứ bảy là đạt tới cái lạc hiện tại, tự mình giác tri. Tự mỗi người học được cái pháp rồi tự giác ngộ. Không xả bỏ chánh pháp. Cho nên mình khi mình đảnh lễ, nó nhất tâm kính lễ tất cả chánh pháp trong ba đời mười phương. Đời nào cũng có chánh pháp hết á. Nhưng mà cái chánh pháp đó nó sẽ được thể hiện bằng mọi hình thức mà nó phù hợp với hiện đời. Ví dụ như hồi xưa các thầy tỳ kheo không có xe. Bây giờ phần lớn các thầy có xe. Nhưng mà cái xe đó để làm gì? Chúng ta làm gì? Thì chiếc xe đó không thể được, mình không có thể nhìn là thầy đó không có tu, muốn trái lời Phật. Đâu phải vậy. Chánh pháp vượt thoát thời gian. Thời buổi người ta nói như vậy, mình không nói như vậy là không được. Cho nên á, chúng sanh thuyết ngu, Phật thuyết ngu. Chúng sanh thuyết mã, Phật thuyết mã. Thế gian này ta gọi con đó là con bò, con trâu, thì Phật cũng sẽ gọi con đó là con bò, con trâu. Thế gian người ta gọi đó là con ngựa, thì Phật cũng sẽ gọi con đó là con ngựa. Còn mình biết chân lý rằng nó không ngựa, không bò gì hết đó.
Nó không ngựa không trâu gì hết á. Tại cái tướng nó như vậy, thế gian ta đặt cho nó cái tên vậy thôi, chứ tự xưng nó có tự xưng nó là gì đâu. Mình biết vậy tại sao mình phải cãi? Phật đến cõi đời này, chúng sanh người ta sinh hoạt, ta sống sao? Phật đi theo cái dòng sinh sống của chúng sanh mà Phật chuyển người ta. Ví dụ như người ta muốn có gia đình, người ta có vợ, có chồng gì đó là cái đời sống thế gian. Phật Pháp cũng sẽ trang rãi tới những người đó bằng cách là hướng dẫn cho họ sống một đời sống vợ chồng có đạo lý, có chân chánh. Chánh Pháp là phải vậy. Chánh Pháp là phải vượt thời gian, phải hiện thuyết, phải nói cho thật, chứ không nói những cái gọi là diễn dông, xa vời. Đó là đặc tính của chánh pháp. Thứ ba là không xả bỏ chúng sanh. Tại sao? Thì chúng sanh là đều nương nhau sống mà. Mà hãy ngày nào còn chúng sanh thì ngày đó còn tham sân si. Chỗ nào có chúng sanh là chỗ đó có tham sân si. Dù chúng sanh nó trốn vô chùa rồi, cạo cái đầu rồi, mặc cái cà sa rồi, nhưng vẫn là chúng sanh. Tham sân si ở nơi chúng sanh đó vẫn còn. Chúng sanh nó còn đang chuyển chứ chưa thật hết, chưa chuyển hết đâu. Mà nếu mình rời bỏ họ một cái, họ lung lay liền. Đừng có thấy họ mặc cái áo đó rồi mình buông tay, họ chưa có quen. Mình nói ví dụ, cái ông dạy lái xe đó, ông cho mình lái á, nhưng mà cái chỗ ngồi của ông nó có cái gì? Nó có cái thắng. Mình mà lái lạng quạng, mình quẹo một cái là ổng thắng liền. Tuy ổng thả ra cho mình lái đó, ổng kêu quẹo đi, đổi đèn đi, làm hết đi, nhưng mà chân ổng vẫn giữ cái thắng. Tại sao? Vì mình đang là người tập lái chứ chưa phải là người biết lái. Mà thậm chí người biết lái rồi, người ta vẫn cẩn thận hơn. Người ta để phía sau cái xe của người ta, I am new driver. Để chi? Để người đi phía sau biết anh này mới, đừng có expect ông này phải lái giỏi. Và thậm chí mấy cái anh mới lái cũng lạng hoạn lắm. Mình không có cần gì được, gần đi gần thôi, mình đi xa xa đi. Chúng sanh mà, cho nên không có xả bỏ chúng sanh. Mà thậm chí bản thân mình cũng vậy thôi. Ngày nào mình nghĩ mình tu lâu rồi, không cần hành trì, không cần tụng kinh, không cần bái sám gì hết, không được. Chúng sanh này nó còn mê lắm. Thử cho nó ngủ thả vàng coi nó ngủ không. Thử cho nó đi chơi líp ba ga coi nó đi không. Vậy thì trong kinh Kim Cang nói độ chúng sanh là độ cái mê lầm của chúng ta. Cho nên cái câu mình nguyện phải không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đó là chúng sanh ở số lượng. Còn cái tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ chính là những phiền não trong mỗi chúng sanh. Nhớ cái bài đó không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thệ nguyện học, tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Ở mặt số lượng con người, chúng sanh vô biên, đó, nhiêu còn độ nhiêu, đúng rồi, chúng sanh vô biên. Nhưng mà ngược cái câu thứ hai là gì? Tự tánh chúng sanh, tức là cái tự tánh ở bên trong này, tức là những cái phiền não đó, ở trong cái phiền não đó bên trong chúng sanh, mình có độ nó không? Cho nên người đệ tử đó, cho dù có tu cỡ nào đi nữa, người thầy cũng phải quan tâm. Và thậm chí mình đừng bao giờ mình nghĩ mình lâu rồi đó, mình giỏi rồi đó, không có đâu. Nhưng mà bây giờ nói gần nè, tự mỗi người chúng ta phải biết rằng tự thân mình phải biết rõ, tự thân nghiệp chướng còn nặng, phước đức còn mong manh, tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi, văn tư tu chưa thật sự vững bền. Lúc nào cũng phải nhắc mình. Chúng con biết rõ tự thân nghiệp chướng còn nặng, phước đức còn mong manh, tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi,
Tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi, văn tư tu chưa thật sự vững bền. Cho nên ngày nào cũng phải làm gì? Giờ phút này ngưỡng vọng đài sen năm vóc cùng gieo xuống, xin lượng từ mở rộng, chúng con xin trải hết lòng ra. Cho nên Pháp Hòa hay nhắc đại chúng là không bỏ thời khóa hành trì, vì chính thời khóa đó giữ mình ở được trong chánh pháp. Ngày nào bỏ hành trì là ngày đó mình xa chánh pháp. Một thời một ngày cũng được, nhưng mà không có bỏ. Có nhiều vị nghĩ tu lâu rồi khỏi hành trì gì, đâu có được. Người ta nói tu lớn rồi tu đâu có cần làm công quả. Anh không làm công quả, anh không có phước, anh hưởng không nó mòn. Thứ tư là không bỏ việc cầu các pháp thiện. Trên đời này như nãy mình nói nhiều pháp lắm, nhưng mà phải là pháp thiện, còn không thì pháp bất thiện nó sanh. Cho nên mỗi ngày phải tự nhắc mình, một đời hành thiện, thiện còn chưa đủ, một giờ một phút làm ác, ác tự đã dư. Chung thân hành thiện, thiện do bất túc. Nhất nhật hành tác, xin lỗi, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cả đời làm lành, lành còn chưa đủ, một ngày làm ác, ác tự đã dư. Mình cả đời thương nhau còn chưa đủ, giận nhau chi những hờn, buồn nhau chi những hờn giận vu vơ. Mà nhìn lại coi toàn là giận vu vơ, không có gì đáng hết á. Nhưng mà chính cái vu vơ đó nó gom lại, nó làm nên một chúng sanh rồng rặc, không có một chút thánh. Mà bây giờ nhìn kỹ lại coi, kiểm lại từng món coi, toàn là những cái lặt vặt trong đời sống hàng ngày. Hơn nhau món quà cũng buồn, hơn nhau một lời nói cũng giận. Người ta khen người kia không khen mình cũng ganh cũng buồn. Cho nên rốt cuộc mình đã gom những cái đó lại mình, để mình xây đắp một chúng sanh. Mà tưởng sao mình đi vô trong đạo tràng tu tập rồi mình cũng không bỏ được cái đó, thì nó uổng vô cùng. Mình thấy làm sao mỗi ngày mình phải khác hơn ngày hôm qua, thì mình biết rằng cái chữ khác đây không phải là mình tệ hơn, mà mình biết rằng cái tâm mình nó nhẹ, giống như cái người uống thuốc cảm vậy đó. Hôm nay uống đỡ, sáng ngủ dậy thấy cho bữa nay cái đầu nó nhẹ, thân nó nhẹ hơn là biết thuốc có tác dụng. Còn không thì là không thuốc, không có tác dụng. Cho nên đừng có bỏ việc cầu cái pháp thiện. Lụm miếng vỏ chai, quét cái nhà, hốt miếng rác, nhất nhất đều là hành thiện hết. Nhưng mà ngược lại, thử thời mình nghĩ lại mình coi, mình toàn là gom rác vô nhà. Mấy ngày nay mình dọn chùa là mình biết nè. Tới hồi rút ra, ủa cái bao ni lông, mà cái bao ni lông này tại nó để đây nó chật cái chỗ này. Ở đây là cái thùng không, để thùng không để chi, nhưng mà tại vì xưa giờ để cái nó chật chỗ này. Bây giờ rút hết mấy cái ra tự nhiên nó thoáng. Mà nhìn lại nguyên cái đống đó, không có cái đống nào xài được hết. Từng món không có món nào xài được, nhưng ai đó đã vô tình nhét, mỗi người tự nhét. Vì mỗi người tự quý một món. Ở nhà mình sử dụng nó chật là vậy đó. Má quý một món má cất, bà quý một món bà cất, anh quý một món rốt của cái nhà mình nó rác không. Là tại vì toàn là những người khoái rác. Vì giờ họ đâu có thấy rác, họ không xài tới đâu, nhưng mà họ tiếc nó thôi. Rồi tới hồi mình vừa mình rút ra, cái này mà giữ làm gì, mình dục. Mình dục cái mình không cho là quý thì mai mốt có người khác. Cho nên là lần quần vậy đó. Cho nên là đúng là chúng sanh. Cho nên mình mới gom lại. Thì mình nói như vậy để mình thấy được tất cả những cái cách sống của chúng sanh, những cái pháp của chúng sanh không phải là cái chánh pháp, không phải là cái pháp thiện. Thì
Vì họ như vậy chứ mình không có bỏ họ được. Mình không bỏ họ được. Đó là 8 điều mà hôm nay mình học Ngài Văn Thù nói với ông Thiên Tử. 4 cái này gọi là 4 loại không xả bỏ. 1 là không xả bỏ tâm Bồ Đề, 2 là không xả bỏ chánh pháp, 3 là không xả bỏ chúng sanh, 4 là không bỏ việc cầu các pháp thiện. Sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Đầu cũng tốt, lành, giữa cũng vậy, sau cũng vậy. Và nhờ cái pháp thiện đó nó mới nuôi dưỡng được chúng ta tới cái chỗ chí thiện. Chí thiện là gì? Là cái chỗ thiện tột cùng, gọi là chí thiện. Rồi xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi cái buổi học kinh Đại Thừa Tứ Pháp tối hôm nay. Xin cảm ơn đại chúng và chúc đại chúng an lành.